Chào tất cả mọi người. Mọi người có nghe rõ em nói được không? Nếu mà nghe rõ mọi người chat số 1 nhá. Rồi. Chào Phong Nguyễn. Toàn NT. Rồi ok. Ok. Ở đây thì trong này mọi người có ai từng gặp em ở ngoài đời chưa? Hay là tham gia một cái chương trình Zoom online gì đấy của em không? Chưa, mới có Facebook à? Rồi, Gặp hôm ok. qua rồi nha. Rồi, em chào anh Tuấn. Chào cương. Rồi. Ok. Rồi. Mọi người chat cái nơi mình đang ở và cái sản phẩm mà mình đang có nha. À, mình nhắc lại cái chương trình này là dành cho nhà cung cấp, tức là mình có sản phẩm mà mình đi triển khai dropship á. Chứ không phải là mình là CTV mình đi bán hàng đâu, bởi vì nếu mà CTV bán hàng thì cái chương trình nó sẽ lại khác. Ở đây là một cái chương trình dành cho với một cái nhà cung cấp, tức là chúng ta có sản phẩm thì làm thế nào để chúng ta có thể tuyển cái đội CTV từ số 0 mà chúng ta đi đến con số 1.000 đơn cho toàn hệ thống. Rồi, chào vị tuyến. Mọi người chat cái nơi mình ở và cái sản phẩm của mình nhé. À, không nghe được tiếng là chắc là mình kiểm tra lại nha, bởi vì là ở đây là ai cũng nghe được tiếng á. Hàng gia dụng rồi. Ok, mọi người chat hết xem nào. Bởi vì ở đây mà ngồi nói làm nhà một mình nó cũng buồn lắm, nên là chúng ta phải có tương tác. Và có tương tác thì cái chương trình mình nó cũng dài hơn, chất lượng hơn. Chứ em nói một mình nhiều khi không đúng cái vấn đề của mọi người á. Ví dụ như là hôm nay có một anh bên chỗ đại lý cấp 1 của Daikin bảo triển khai hệ thống CTV, nhưng mà nó chưa phải là phù hợp lắm để chúng ta triển khai cái hình thức CTV cho cái điều hòa đấy được. Thực phẩm chức năng. À, với lại là cái chương trình này mọi người lưu ý một điều nhé, là mọi người phải bán được hàng nhé. Chứ đừng có mọi người không bán được hàng mà mọi người giúp TCTV bán được hàng nhé. Đây chúng ta phải bán được hàng thì chúng ta mới giúp được CTV bán được hàng. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Thì hầu hết ở đây thì chắc là chưa bao giờ gặp mình. Chắc có người lần đầu tiên tham gia vào cái Zoom của mình. Thì mình xin giới thiệu lại một chút cho mọi người. Mình là thường thường thì tên mạng hay gọi là Cương Bích, bởi mình có một cái website là cươngbích.com, chuyên chia sẻ về Facebook marketing. Ở bên mình thì có kinh doanh online và cái này dropship thì mình làm được tầm khoảng 1 năm và nó cũng nhiều cay đắng lắm. Thì về bán hàng online thì mình làm được tầm khoảng như cái này là 2012 là 8 năm rồi. Về đào tạo thì bên mình làm được tầm khoảng 5 năm. Apply online, online hiện tại nó có khoảng 10.000 học viên. Apply chắc cỡ được khoảng 1.000 thôi, ở hai đầu Hà Nội, Sài Gòn thôi. Thì cái mình sẽ đi từ cái, tức là những cái gì mà mình làm thì mình chia sẻ nhé. Tức là từ cái cách, từ cái ngày mà mình còn bắt đầu làm á, là mình quản lý bằng bằng file Excel này. Đó. Quản lý công nợ rồi hỗ trợ trả lời rồi. Từ cách đây rất là lâu lắm rồi. Đến khi mà mình lên một cái hệ thống quản lý, và cái hệ thống này là bên mình viết luôn. Tức là viết cho bên mình sử dụng. À, thì ngày 26 tháng 7 đây thì nó đạt 1.000 đơn. Thì cái hệ thống này nó cũng không phải là hệ thống đầu tiên mà bên mình hỗ trợ lên, nó lên 1.000 đơn. Thì cái hệ thống này là cùng là một của một bạn
Tức là trước đây là mình đào tạo bạn ấy làm CTV, sau này thì bạn ấy làm kho đó, thì cái này nó cùng lên cỡ khoảng 3.000 rồi, bên kia cái bên kia nó lên được 3.000, và tương ứng mỗi cái này, mỗi cái hệ thống sau này thì là tí nữa mình chia sẻ luôn, nó là trong cái đào tạo á, để mình làm sao mà đẩy lên được như thế này. Thì trước khi mà bắt đầu á về cái hình thức CTV này thì mình hỏi mọi người một chút là ở đây thì ai đã triển khai hình thức CTV rồi? Tức là nếu mà mọi người triển khai rồi thì mọi người gọi số 1, mà nếu mà chưa triển khai thì mọi người gọi số 0. Thì để mình nắm cái tình hình. Rồi. Chúng ta gõ hết nhá. Kể cả chúng ta không không phải là CTV đi nữa thì chúng ta cũng có thể nói cái tình trạng hiện tại của mọi người. Thì mình có thể chia sẻ được một phần cái gì đó ở trong cái này. Tất nhiên là không phải sản phẩm nào cũng phù hợp với cái CTV, và cái CTV thì có nhiều hình thức CTV nữa, tí nữa mình sẽ bàn cho mọi người về cái CTV. Rồi, ok. Rồi, ok, không, vừa bắt đầu. Thực chất thì mình tạo ra cái chương trình này á, cái mong muốn của mình á là có nhiều người cung cấp cái sản phẩm cho cái CTV dropshipper nữa, và đặc biệt là trong cái mùa dịch này này thì có rất là nhiều người họ muốn kinh doanh nhưng mà họ không có nguồn hàng á. Nên là mình muốn là các bạn là nhà cung cấp, có thể các bạn chưa từng triển khai nhưng mà các bạn có thể biết đến cái mô hình này và chúng ta có thể triển khai và nó xây dựng thành một cái cộng đồng á, nó thông dụng á, để rồi những người mới có thể kinh doanh được. Chứ nhiều khi có rất là nhiều bạn học về Facebook hay bán hàng bên mình nhưng mà không có sản phẩm kinh doanh, mà cái sản phẩm chọn sai thì là loại từ vòng gửi xe rồi. Rồi, ok. Thì nếu như mọi người đã sẵn sàng để chia sẻ về cái từ 0 lên 1.000 đơn này thì chúng ta gọi là Z nhá, để chúng ta biết là tất cả mọi người đều đã sẵn sàng nghe rõ được, là gọi Z. Ai có webcam thì chúng ta bật lên, chúng ta giao lưu với nhau. Giờ có cái công nghệ online thì nó cũng tiện. Trước kia thì mình cũng làm online nhiều nhưng có đợt chuyển sang làm offline. Một người, hai người, ba người, bốn người, chúng ta có 22, 20, hiện tại 22 người. Những người còn lại đâu rồi? Đang ngồi không là buồn ngủ á. Và cái này thật sự có thể mọi người không tin nhưng mình đã mất rất là nhiều tiền, thời gian, kể cả lục đục gia đình nữa để đi theo cái dropship này. Không phải là mình bán mà mình tổ chức dropship. Có đợt mà vợ thì mang bầu 2 tháng, mà đợt Tết nó cao điểm nó đóng hàng nhiều quá là cậu với nhau luôn, CV nó đẩy nhiều quá. Rồi, ok, vậy thì mình xin phép được bắt đầu. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, này đúng không? Chúng ta có 1 này, 2, 3, 4, 5 cái module. Thì mình hy vọng là buổi tối nay mình có thể đi hết được cái 5 module này được. Bởi vì có thể nó muộn quá thì mọi người đi ngủ hết rồi thì có thể là không chia sẻ hết được cùng nên. Thì cái phần đầu tiên mình nói về cái xu hướng hiện tại mà tại sao cái bán hàng CTV nó lại phát triển được mà ngày xưa thì nó khó. Đầu tiên là mọi người thấy cái mạng xã hội này. Ví dụ bây giờ ai cũng có Facebook, ai cũng có bạn bè, ai cũng có thể có TikTok, ai cũng có thể làm kênh YouTube, nên là
cái chuyện mà họ có những cái lượng người theo dõi nhất định để bán hàng, hoặc bây giờ với chạy quảng cáo Facebook Ads cũng vậy, nó rất là dễ. Chỉ cần có một cái thẻ, thậm chí cậu của mình là bán cái sản phẩm phim cách nhiệt, mỗi ngày bây giờ chạy tầm khoảng 50-60 ngàn tiền quảng cáo mà vẫn có khách hàng, mà cũng không cần học gì luôn. Nên YouTube xem nó bây giờ cái thời đại nó rất là dễ để cái, tức là người ta có thể đi bán hàng online được. Thứ hai là cái mua hàng online hiện tại á, thì mọi người thấy á, thứ nhất là cái dịch thì nó cũng ưu tiên hơn, thứ hai bây giờ người ta cũng quá thông dụng rồi. Mọi người thấy cái post, cái bài, cái thẻ bảo hành của mình 8 năm trước mình còn ghi câu là mua hàng online giao hàng tận nhà toàn quốc. Bởi vì mọi người biết ngày xưa mà COD nó khổ lắm, ra bưu điện xong tầm tầm khoảng 2 tuần sau, thậm chí cũng 1 tháng sau mới lấy được tiền. Nhưng không ai muốn COD cả, ngày xưa cũng khổ sở luôn. Bây giờ thì tiện đúng không? Tiền nó về được thì mình nói đó là cái thằng vận chuyển này nó dễ dàng này. Dễ dàng, ví dụ như với cái đội CTV bên mình chẳng hạn, họ ở khắp nước luôn. Họ ở nhà họ đặt đơn thì sản phẩm, tức là cái ông giao hàng tiết kiệm á, ông đến lấy tại kho bên mình, ông gửi đi xong khỏe, thu hộ chuyển tiền về tài khoản của họ luôn. Và thậm chí bây giờ với vận chuyển nó phát triển đến mức là chúng ta có thể bán hàng xuyên biên giới với các cái hệ thống kho vận nữa, và đặc biệt cái hình thức mà dropship của nước ngoài nó lại càng phát triển nữa. Nên là cái thời điểm này nó rất là thích hợp để làm. Và có một cái nữa mà tại sao cái hình thức drop CTV nó phát triển hơn nữa, đó là cái khách hàng á, họ không tin vào quảng cáo này này. Nó ngày xưa chỉ cần bỏ tiền nói sản phẩm thế này sản phẩm thế nọ là người ta tin, nhưng bây giờ á, khách hàng họ tin vào bạn bè gia đình, vào những người uy tín. Uy tín ở đây mình không phải nói là người nổi tiếng, bây giờ người nổi tiếng nó cũng chai rồi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn mình nói như thế này đi, mình là bên về đào tạo Facebook thì các bạn học viên của mình sẽ hỏi là anh Gương ơi dùng cái phần mềm nào hợp lý, thì có thể mình là một người uy tín trong cái chuyện phần mềm để chạy Facebook đấy. Thì với những cái điều kiện này á, thì cái xu hướng bây giờ nó triển khai cái CTV rất là tốt luôn. Ở đây nếu như mọi người, tí nữa mình sẽ nói về thằng AcceptPay, nó triển khai cái hình thức gọi là bán hàng trực tiếp á. Tức là nó cũng tương tự như dropship, thì mình sẽ trình bày hết. Thì về cái xu hướng thì mọi người ok rồi đúng không? Chả có lý do gì để mà nó không ấy được cả. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái mô hình triển khai. Thì cái mô hình triển khai thứ nhất mà CDV đây đó là triển khai tiếp thị liên kết. Có ai lần đầu tiên nghe về cái khái niệm tiếp thị liên kết không? Hoặc là thường thường đôi khi người ta dùng cái thuật ngữ là affiliate. Ai đã từng nghe và ai chưa từng nghe? Nếu mà nghe rồi thì chúng ta gõ một, mà chưa nghe chúng ta gõ không thôi. Rồi. Rồi, ok. Thì mình sẽ nói lại một chút cho những cái người mà chưa từng biết về tiếp thị liên kết. Rất là đơn giản thôi. Ví dụ ở đây mình ví dụ thực tế luôn cho mọi người. Đúng không? Ví dụ chẳng hạn bây giờ chúng ta có một cái web, trong đó có một cái sản phẩm của chúng ta. Đúng không? Và bây giờ làm thế nào để có người đi bán hàng cho mình, thì nó gọi là hình thức affiliate hay gọi là tiếp thị liên kết. Đấy. Ví dụ chẳng hạn mình muốn tiếp thị liên kết chẳng hạn, ví dụ cái khóa của mình đi, là khóa Facebook đi. Đúng không? Đây, mọi người thấy cái khóa này của mình đây. Hiện tại nó có 21.000 học viên. Không biết tại sao lên cái tên của anh này. Thì mọi người thấy này, đây là cái link của tiếp thị liên kết này. Mọi người thấy đằng sau này nó có cái chỗ AFF bằng 24 không? Đó. Thì cái link này để làm gì? Cái link này á, khi mà ví dụ chẳng hạn, bây giờ em gửi cho mọi người mua hàng bằng cái link này. Đây. Thì khi mà có ai mua hàng á, một đơn hàng thành công á, thì cái hệ thống nó sẽ ghi nhận
là à, cái đơn hàng đó là đến từ ông Cương, affiliate số 24. Thì cái này gọi là hình thức tiếp thị liên kết. Thì cái này thì nó rất đơn giản thôi. Bây giờ với cái nền tảng công nghệ hiện tại thì một cái website bình thường bán hàng của mọi người, kể cả là website dịch vụ nhá. Ví dụ bây giờ mình có một cái dịch vụ như anh Tuấn có dịch vụ thuê xe nâng đi. Thì nếu như mà ai đó giới thiệu cái dịch vụ thuê xe nâng của anh, ai đó điền vào một cái form, hệ thống đều ghi nhận được là à, ai là người giới thiệu. Đấy, mọi người ở tiếp thị liên kết. Thì ví dụ như mình vào vào đây để cho mọi người thấy cái tiếp thị liên kết, mình không biết là nó nằm nằm chỗ nào, bởi vì mình thì mình không không làm cái này, mình là sản xuất hóa học thôi. Biết là nó nằm chỗ nào đây, top 10. Mình không thấy cái chỗ quản lý tiếp thị liên kết ở đây. Đại ý là mọi người hiểu là chúng ta có một website hoặc là sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng ta tích hợp cái công nghệ gọi là tiếp thị liên kết vào để chúng ta, tức là CTV giới thiệu rất là đơn giản thôi. Đấy, ví dụ như mình này, mình lấy cái link này mình gửi cho mọi người này, thì mình sẽ được bao nhiêu phần trăm, để xem Unica chiết khấu bao nhiêu phần trăm nào. Tức là tùy cái mức chiết khấu nha. Như mình là mình để cho CTV là 50%, bởi vì sản phẩm của mình là sản phẩm số. Không biết à, lớn hơn hoặc bằng 40%. Thì cái này là tùy cái sản phẩm dịch vụ nhé, mà chúng ta sẽ có cái mức chiết khấu khác nhau. Thì cái này gọi là tiếp thị liên kết. Nó là một cái hình thức, cũng là hình thức CTV. Thì trong cái thằng phần tiếp thị liên kết nó có hai loại, đó là mã giới thiệu hoặc là web bán hàng. Ví dụ chẳng hạn đi, nhiều khi mọi người không cần cái phần công nghệ này, mọi người vẫn làm affiliate được là sao? Ví dụ chẳng hạn bây giờ bên anh Tuấn có dịch vụ xe nâng ở Bắc Ninh. Thì ví dụ chẳng hạn anh Tuấn sẽ cấp cho mình một cái mã gọi là bạn Cương đi. Thì khi đó ai thuê xe nâng á thì nói bạn Cương thì sẽ được giảm là 5% chẳng hạn. Thì anh Tuấn sẽ ghi nhận là à, đó là khách từ Cương qua. Đại ý là như vậy, nhưng mà với thì nó tất nhiên là cái chuyện đó đo lường quản lý thì nó không thể được. Còn với một cái hệ thống tích hợp thì nó đơn giản. Nói chung là rất là dễ dàng để chúng ta làm cái chuyện đó. Còn tích hợp như thế nào thì về cái phần kỹ thuật thì mình không có đủ thời gian để nói chuyện ở đây, nhưng mà với cái nền tảng như hiện tại như web và red nó rất là dễ dàng. Nếu ai cần hỗ trợ thì mọi người cứ inbox, mình sẽ hỗ trợ cái chuyện mà tích hợp affiliate cho. Nó rất là dễ, quan trọng là làm sao tuyển được affiliate và làm thế nào affiliate họ bán được hàng thôi, chứ còn tích hợp affiliate dễ dễ ẹc, không có gì dễ hơn. Được chưa? Ok. Bài giảng xin xin được thoải mái, nói chung nhà trồng được. Được chưa? Cái hình thức affiliate mọi người hiểu chưa? Tức là ví dụ mọi người dựng lên một cái website và tích hợp cái công nghệ tiếp thị liên kết vào. Sau đó CTV chỉ việc đăng ký tài khoản và lấy link đi thôi. Không có gì khó khăn cả. Ok, mọi người có hiểu cái hình thức tiếp thị liên kết chưa? Thì nó rất là dễ dàng với cái những cái sản phẩm mà nó app hoàn tiền. App hoàn tiền thì chịu rồi. Nói chung là cái đó là xu thế chung. Hoàn tiền đa cấp nên chịu. Nói chung là cái chương trình này mình không phải đi theo cái hướng kiểu như là bốt mì phẩm rồi. Xin lỗi các bạn bán mì phẩm, nhưng mà thật sự bây giờ nó hơi loạn đi. Nó lạm dụng, nó hơi bị lộn xộn, nhưng mà không theo kiểu là cứ lừa vào rồi bán thì không được, mà suốt ngày hàng đi cháy hàng để nhập hàng thì tất nhiên nó cũng hơi ấy đấy. Mình nói là vấn đề thực sự làm sao họ bán được đơn thực nhá, không chơi kiểu đơn ảo nhá. Được chưa? Nếu cái affiliate ok mọi người hiểu thì mọi người gõ ok nhá. Hàng về hàng đi là một nghệ thuật, thì mọi người có thể tích hợp cái affiliate để triển khai. Cái này affiliate triển khai rất là nhanh. Rồi tiếp theo, cái mô hình tiếp theo á, đó là mô hình cộng tác viên. Cộng tác viên ví dụ cái thứ nhất là lấy một ít lượng hàng về bán,
hoặc là đẩy đơn về cho nhà cung cấp. Cái này thì hầu hết là mọi người đang triển khai cái hình thức này, nhưng mà cái ưu thì mình nó là dễ triển khai rồi, nhưng mà cái nhược á, tức là mọi người quản lý tiền chiết khấu nó khá là mệt và đối soát vận chuyển nó vất vả. Bởi vì với cái hình thức này á thì CTV sẽ đẩy đơn về cho mọi người, tức là ví dụ mình có một đơn hàng thì mình sẽ báo cho hoặc là đăng hay là Excel hay gì đó đăng lên cho nhà cung cấp, và họ sẽ đóng gói gửi đi với cái thương hiệu của nhà cung cấp, thì cái này gọi là CTV. Và nhà cung cấp này thì phải chăm sóc khách hàng, đó là hình thức cộng tác viên bán hàng. Nó còn mệt hơn là thằng tiếp thị liên kết nữa, nhưng mà có nhiều người họ thật sự không biết về công nghệ nên là cái chuyện làm tiếp thị liên kết họ không có tích hợp được. Nhiều người họ đâu có website mà tích hợp tiếp thị liên kết được. Thì đây là cộng tác viên bán hàng. Còn cái hình thức, một hình thức mà rất là mới ở Việt Nam, ở nước ngoài nó rất là nhiều rồi, nhan nhản, thậm chí có khóa học đầy đủ và nó hỗ trợ cái công nghệ kinh dị luôn. Còn ở Việt Nam thì mọi người sẽ nghe lần đầu tiên, không phải là lần đầu tiên, mình xin lỗi, mà nó rất không phải quá nhiều cái đơn vị triển khai, đó là hình thức dropship. Và bên mình cũng đang làm cái thằng hình thức dropshipping này. Thì để mọi người dễ hình dung hơn cái thằng dropship thì mình sẽ mở một cái slide cho mọi người dễ theo dõi. Dropship. Mọi người ở đây có ai từng nghe về hình thức bán hàng dropship chưa? Từng nghe. Ai từng nghe rồi thì gõ một xem nào. Dropship đây. Dropship thì ý cái chỗ phần mọi người á là nhà bán sỉ nhá, hay em hay gọi là nhà cung cấp á. Mọi người đang nằm ở cái màu xanh này này. Thì cái người bán á, họ sẽ có đơn hàng, nhưng mà khi mà gửi đi á thì số điện thoại và cái tên á là của người bán luôn, nó chỉ có địa chỉ kho thôi. Đâm ra là mọi người sẽ không phải, tức là cái chuyện chăm sóc khách hàng là của cái người làm dropship luôn, thế các bạn không phải chăm sóc khách hàng nữa, bởi vì cái chuyện trách nhiệm chăm sóc là của, bởi vì cái thông tin bán ra nó là của CT, tức là của cái người bán dropship, nó cũng gọi là một CTV nhưng mà lại gọi là CTV dropship nhé. Đó. Và cái mô hình này á thì bên mình triển khai thì nó lại theo cái mọi người hiểu là một một cái CTV này này nó có một cái tài khoản vận chuyển riêng. Nên là không phải đối soát tiền nong gì nữa, mệt. Và tiền hàng á thì là thanh toán trước với giá của CTV chứ không phải là chờ chiết khấu sau nữa. Và ở đây các bạn ấy thì khi nào có đơn hàng thì trả tiền cho đơn hàng đấy, và mình là nhà cung cấp á, mình sẽ gửi cái sản phẩm, cái hàng đấy đi. Đó. Và các bạn CTV thì không phải lấy hàng trước, không phải vận hành, tức là không phải đóng gói, không phải làm các cái công tác về kho vận, và không giới hạn. Không giới hạn ở đây đó là không giới hạn vị trí, không giới hạn thu nhập, và cái thương hiệu nó là không liên quan nhà cung cấp. Tức là với hình thức CTV á thì cái khách hàng là nhà cung cấp giữ, nhưng mà với hình thức dropship á thì khách hàng là CTV giữ, họ chỉ biết đến CTV thôi và trả tiền trước khi có khách hàng nhận tiền qua dịch vụ vận chuyển, tức là giao thành công đó thì mới nhận được. Không, ở đây mọi người hiểu hình thức dropshipping không? Có câu hỏi gì ở cái chỗ hình thức dropshipping này không? Tức là với cái hình thức này thì cái CTV họ có quyền lợi cao hơn và cái trách nhiệm của nhà cung cấp thì nó giảm đi. Và với cái này thì
CV chịu hoàn toàn trách nhiệm với sản phẩm. Nên là ví dụ nhà cung cấp mà gửi sản phẩm tệ, CV cũng tèo theo luôn. Nên là cái này phải tìm được nhà cung cấp uy tín. Và vừa rồi thì bọn em triển khai thì bọn em cũng chết một phần ở nhà cung cấp. Tức là khi mà đẩy ad lên mạnh quá thì không sản xuất hàng kịp, dẫn đến là bao nhiêu tiền ad của CDV là vứt xuống sông xuống biển. Sau lại hàng chậm thì gửi hàng đi, hàng mà chậm mọi người biết, nếu mà hàng trên mạng xã hội chậm rồi thì lại bị ăn hoàn, mà CDV thì nó chịu toàn bộ cái phí ship. Nên là cái hôm nay mình nói chuyện ở đây đó là mình muốn có nhiều nhà cung cấp hơn và nhà cung cấp làm việc đàng hoàng, được không? Mọi người hiểu thằng dropship không? Nếu mà hiểu rồi chúng ta gõ ok, nếu mà chưa thì chúng ta hãy chat cái câu hỏi đó, gọi là dropship, dropshipping, tiếng Anh mình đọc không có chuẩn lắm, mọi người thông cảm. Đầy đủ dropshipping nhưng mình hay cứ đọc dropship cho nhanh. Rồi bây giờ mọi người muốn muốn triển khai cái hình thức nào trong cái đám này? Mọi người cảm giác cái sản phẩm của mình triển khai cái đám nào trong cái đám này? Đấy, 1, 2, 3. Gõ một con số may mắn xem nào. CDV, dropship, affiliate. Rồi. Cái này là mọi người phải tự suy nghĩ được nha, bởi vì là mỗi sản phẩm nó một khác. Và tất nhiên sản phẩm càng khó bán thì hỗ trợ bởi công nghệ. À, tất nhiên là phải hỗ trợ bởi công nghệ thì tí nữa mình sẽ tâm sự, bởi vì là thời trang thực chất thì mình có thể triển khai hết cả đám được, có những cái triển khai hết được mà. Thời bạn yêu cầu phải bảng giá nhu cấp. À, rồi rồi từ từ mình sẽ trả lời câu hỏi. Cái câu hỏi là làm dropship thì mình bán ra có yêu cầu bằng giá nhà cung cấp hay là nâng giá? Thì cái đó là tùy chính sách của nhà cung cấp nhé. Nhưng mà ví dụ mình là một nhà cung cấp á, thì mình cung cấp cái giá cốt thôi. Còn cái giá mà CV đưa ra bao nhiêu thì mình không quan tâm. Không được thấp hơn cái giá trung bình của toàn hệ thống thôi. Ví dụ bây giờ mình toàn hệ thống nó bán 150 mà thằng đó bán 99 ngàn hoặc 110 thì tất nhiên nó sẽ bị ngừng cuộc chơi. Còn với dropship thì nó khác CDV nhé. CDV là mình quyết định giá CDV, sau đó ăn chiết khấu lên tổng tổng cái tiền thu. Còn dropship ví dụ mình cho mọi người xem cho mọi người dễ hình dung, là ví dụ ở đây là một cái dropship đi. Đây là một cái tài khoản dropship đúng không? Thì ví dụ mình lấy cái sản phẩm này, thì đây này, cái tiền hàng là 77 ngàn này, còn cái tiền bán ra bao nhiêu thì tùy. Đó, tao đề xuất ngừng này thôi thì mày có thể bán 150 cũng được, bởi vì cái chỗ này nhập bán bao nhiêu á thì cái ông vận chuyển sẽ thu bấy nhiêu tiền. Đó, ông vận chuyển sẽ thu bấy nhiêu tiền. Thế dropship nó như vậy nữa, tức là nó linh động. Thì tí mình sẽ nói về liên quan đến cái chính sách giá cho dropship. À, mình là nhà cung cấp lúc khởi nên phải bỏ đi. À, tất nhiên rồi, bởi vì là nếu như mà là nhà cung cấp á, ví dụ như mình làm việc với nhà cung cấp á, thì cái thư cảm ơn là phải thư chung, tức là không có liên quan đến nhà cung cấp nữa. Bởi vì là các bạn hiểu thế này này, ở đây ai cũng kinh doanh hiểu rồi, thời gian đầu thì đâu có lời lãi gì nhiều, hòa vốn hoặc là chút đỉnh thôi. Sau đó thì bắt đầu mới có quay vòng, có mua lại, bán chéo, bán tới, bán lui, có tiền. Mà nếu mà nhà cung cấp mà chơi kiểu mà kiểu như là thông tin nó chạy về đó hết trong cái đơn hàng á thì chịu chết. Nên là mình có nói với các cái bạn làm dropship á, trước khi làm với một nhà cung cấp á, nếu như mà ở gần á là phải qua nhà cung cấp xem nó như thế nào. Cái thứ hai là mình phải đặt vài đơn hàng rẻ cũng được, nhưng mình xem nó đóng gói có tốt không, mình xem nó có chèn cái gì của nó không.
còn mọi người chèn thì chết. Ảnh hưởng tới thương hiệu không thì cái này nó tùy, nó ví dụ chẳng hạn làm dropship á, thì nếu mà xác định các bạn làm thương hiệu á thì cũng phải cân nhắc. Nhưng mà ví dụ như các bạn thấy không, bây giờ cùng một cái máy lạnh không mà nhiều giá, hay là ví dụ bây giờ cùng một cái dòng sản phẩm đấy nó có nhiều giá thị trường không, nên là cái đó là tùy chính sách nha, mình không không nói là mình được thả nổi nha, tùy cái sản phẩm. Ví dụ như mình làm sản phẩm thời trang mà liên quan gì, nó liên quan đến thương hiệu bán lẻ nhiều hơn. Còn nếu như mà các bạn làm, nếu mà xác định là làm thương hiệu, làm brand name á, thì chúng ta chỉ làm CTV và tiếp thị liên kết thôi, không làm dropship. Tức là mình muốn làm theo kiểu mà để mà mình tôn cái thương hiệu của mình lên á, tôn thương hiệu của nhà sản xuất lên á, thì lại không chọn dropship. Bởi vì nếu dropship như vậy thì các bạn khách hàng lại quay về thương hiệu mua. Ví dụ các bạn là Juno, các bạn làm dropship thì nó lại ra Juno nó mua, thì CTV đói méo mồm mà. Thì CTV tất nhiên họ không chọn các cái nhãn hàng như vậy được để làm dropship. Thì họ sẽ chọn hình thức là cộng tác viên bán hàng. Tức là tôi cung cấp thông tin cho ông giao, còn sau này là thông tin đó là của ông, không liên quan nữa. Rồi, mọi người có câu hỏi gì về cái này không? Tức là cái phần 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 dropship nó còn liên quan đến giá dropship. Chính sách ví dụ như là chính sách giá chung là không ông nào được bán thấp hơn hoặc cao hơn. Khóa được, bởi vì với một cái hệ thống quản lý dropship chúng ta hoàn toàn khóa được, bởi vì là với cái hệ thống dropship ví dụ như của bên mình chẳng hạn, thì mình hoàn toàn kiểm soát cái chuyện là CTV biết bán giá đó bao nhiêu. Mình không truy cập thông tin khách hàng thôi, chứ còn giá bán ra bao nhiêu nó in lên hóa đơn mà. Ví dụ bây giờ mọi người xem một cái như thế này. Đây ví dụ như đây. Một cái giá, một cái sản phẩm bán ra như thế này. Thì cái giá này này, đây này, tổng thu nó in lên hóa đơn rõ ràng ràng đây mà. Thì với cái vị trí nhà cung cấp thì chúng ta hoàn toàn kiểm soát được. Đó. Và cái thông tin đây là của CTV này. Đấy, kho hàng số này. Kho hàng số tức là cái của bên mình, thì khi mà cái này là một cái kinh nghiệm thôi, đó là nhiều cái đơn vị nó đến lấy ở cùng một địa điểm á, thì mình phải quy định để cái người họ biết là KHS này là của bên mình, thì họ đến đúng chính xác họ đo lấy, nó không lộn xộn. Thì cái này mình sẽ chia sẻ hết trong cái tổ vận hành. Rồi, cái mô hình này thì ok rồi đúng không? Rồi chúng ta gõ ok, nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta gõ ok. Để chúng ta qua cái phần tiếp theo. Brand name hơn khách vẫn mua drop. Cùng tùy nha, đôi khi tức là cái này là tùy tùy thôi. Cái đó là tùy cơ ứng biến, bởi vì đôi khi rẻ nhưng mà nhiều khi rẻ họ cũng sợ. Nên là thường thường những cái thương hiệu mà xả hàng trên thương mại điện tử, họ không bao giờ dùng thương hiệu của họ. Bởi vì nó còn ảnh hưởng đến cái thương hiệu nữa, nó không phải vấn đề giá cả nữa. Mà khách hàng nó ví dụ chẳng hạn bạn khuyến mãi liên tục thì nó tạo cái thói quen là khách hàng chờ khuyến mãi á. Rồi. Ok. Cơ bản thì ba thằng này thì cái chính sách liên quan hay là cái đoạn đằng sau quản lý thì nó cũng phải tiếp thị liên kết thì khỏe rồi, nó đỡ hơn, bởi vì là nó chả liên quan gì nhiều, nó đưa link mua đặt hàng thì coi như đó là một nguồn khách hàng rồi thì mình phải xử lý rồi. Còn cái thằng hai thằng này này thì bắt đầu mới liên quan đến cái chuyện quản lý và xử lý nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần phần tiếp theo, đó là làm thế nào để trước khi mà triển khai dropship thì chúng ta cần phải đóng gói. Đóng gói là sao? Đó là đầu tiên, đó là mọi người phải triển khai thực tế từ số 0 và đo lường kết quả cụ thể. Bởi vì thực sự khi mà mọi người, ví dụ mình nói hiện tại mọi người đang bán trên một cái fanpage nó có thương hiệu rồi, thì cái chi phí nó sẽ khác.
cái chốt đơn nó cũng sẽ khác. Mọi người không thể lấy con số đó áp ra cho CTV được. Hay là ví dụ như là cái nick cá nhân của mọi người bán quen rồi thì mọi người không thể lấy con số đó ra cho CTV được. CV làm nó mới tinh mà. Được không? Mọi người hiểu ý mình chỗ này không? Thì các bạn phải làm từ số 0. Tức là mình đặt mình là một CTV. Ví dụ mình bán trang cá nhân thì mình phải là từ một cái nick cá nhân mới. Mình bán ad thì phải là từ một cái fanpage mới. Mình bán sàn thì từ cái shop mới. Chứ các bạn không thể lấy cái thì như vậy mình mới đo lường ra là thời gian bao nhiêu lâu thì mày làm có lãi á. Vì mình có những sản phẩm bắt đầu làm lỗ. Vì chốt đơn không chốt được fanpage mới đâu phải chốt tốt đâu. Tỷ lệ chốt nó thấp. Đầu tư bao nhiêu? Ui, cái này nó thì liên quan đầu tư tiền hàng. Nếu mà chạy quảng cáo liên quan đến đầu tư tiền ad, rồi tiền vận chuyển, rồi tiền COD nó gom. Sau đó chúng ta phải biết CTV, họ phải biết là nếu mà họ chạy ad thì chi phí trên bao nhiêu trên một đơn hàng. Được không? Nếu mọi người hiểu chúng ta hãy gọi là triển khai thực tế từ số 0 cho nó nhớ. Chứ không mình đừng có lấy cái thương hiệu hiện tại của mình mà mình vả. Khác hẳn hoàn toàn nha. Chúng ta phải triển khai từ số 0 và đo lường và đưa ra con số cụ thể để sau này mình còn làm việc với CTV nữa. Ví dụ chẳng hạn cái fanpage bên mình cùng chạy một sản phẩm đó thôi nhưng mà chi phí nó sẽ khác. Khác hẳn hoàn toàn. Cái tỷ lệ chốt cũng khác, tất nhiên là cùng kịch bản chốt đó. Nhưng mà nó khác hoàn toàn. Và ví dụ chẳng hạn nếu như mọi người nói là chi phí của tỷ lệ chốt của anh chị là 30%, chi phí một đơn hàng là có 15 ngàn thôi, CV nó làm một phát lên 100 ngàn một đơn hàng chẳng hạn, tỷ lệ chốt của nó tầm khoảng 3% chẳng hạn, thì nó thôi nó out luôn rồi. Rồi mọi người gõ đầy đủ xem nào, để chứng tỏ chúng ta chưa ngủ. Chứng tỏ là chúng ta chưa ngủ. Còn tất nhiên là kênh gì thì cái đó là quan điểm của mình, là khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó thôi. Trẻ lên TikTok mà tìm kiếm thì Google, mà ấy thì Facebook Ads, Facebook cá nhân tùy sản phẩm. Ví dụ có một số sản phẩm như là hải sản hay là kiểu như là răng hổ rồi đủ các thể loại những cái sản phẩm mà nó liên quan đến vùng miền á thì Facebook cá nhân họ bán rất là tốt, họ group á, chung cư này nọ rồi bán rất là tốt. Rồi. Triển khai thực tế từ số 0, cái này nó rất là quan trọng và rất là nhiều cái đơn vị làm sai từ cái này, tức là áp sai. Rồi, sau đó mọi người sẽ xây dựng chính sách về giá. TikTok có link dẫn về Shopee không á? Thực chất thì mình không biết chạy quảng cáo TikTok. Mình không biết chạy quảng cáo Google luôn, vợ mình chạy. Thật sự bên mình chỉ có làm về Facebook và chatbot thôi. Mình không biết về TikTok bởi vì đợt trước định làm nhưng mà thứ nhất là lười. Thứ hai có các em út làm cho rồi mình lười làm. Nên là thật sự bên mình chỉ có chuyên về ad, chatbot. Rồi. Thì cái giá cho tiếp thị liên kết cho CTV này thì mình nó không có gì vấn đề á, nhưng mà dropship á thì nó lại có vấn đề. Dropship á thì nó lại phải rõ ràng ra là hàng về á, hoàn về thì đứa nào chịu. Và nó có mức giá trần hay không? Trần. Gọi là khóa giá đi cho dễ, khóa giá đi. Khóa giá tức là cái này mà mọi người người nói cái vấn đề mà cái giá có được bán chênh nhảy lên hay không á, là có cho chênh không. Khóa thì khóa thấp nhất là bao nhiêu, khóa cao nhất là bao nhiêu, hoặc là không có nhích nhích
Rồi. Khóa giá, tức là tùy cái chính sách. Như bên mình thì bên mình không có chính sách khóa giá. Bên mình là coi như là một cái sỉ luôn, coi như dropship là một cái sỉ, và mình lấy một cái giá đó, mình không khóa. Nhưng mà ví dụ các bạn sợ ảnh hưởng, cái này là, đây, nó là x x x mai này, ở trên góc ấy. Cái này là tùy chính sách mọi người nha, là có khóa hay không nha, bởi vì là có đó mình, như mình là mình không có khóa. Nhưng mà ví dụ như là ảnh hưởng thương hiệu thì sao, thì mình sẽ phải khóa. Hoặc là mình phân phối một cái sản phẩm mà bắt buộc là tất cả hệ thống cạnh tranh công bằng thì sao, thì lại phải khóa. Rồi cái khóa không khóa thì tùy mọi người thôi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn nó có hai cái này thì nó sẽ rất là lằng nhằng này. Thương hiệu giá càng cao càng tốt. Tất nhiên là thương hiệu giá càng cao càng tốt, nhưng mà khổ lắm. Cái thằng thì một thằng thì bán 300, một thằng có bán có 201 thôi, thằng kia thì bán 250. Và khách hàng sẽ biểu không biết bọn này làm ăn kiểu đéo gì mà giá tùm lum vậy, bọn này định lừa tao. Nó vấn đề đấy, không phải là càng cao càng tốt. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quất cái vấn đề đó là hàng hoàn về ai chịu, đúng không? Thì ở đây bên mình á, ví dụ như bên mình triển khai á, thì nó có hai cái mức dropship, gọi là dropship basic và dropship pro. Basic là sao? Ví dụ chẳng hạn mình nói nhá, một cái sản phẩm đấy nếu mà lấy sỉ là 50 ngàn, đúng không? Nhưng mà nếu làm dropship pro á thì là 60 ngàn. Pro tức là hàng đã đi rồi mà nếu có bị hoàn về á thì tao để đó tao lưu kho cho mày thôi, thì gọi là dropship pro. Đó là mình gọi thôi chứ nó không phải gì hết. Rồi mày sẽ phải mua với mức giá 80 ngàn nếu như mày là dropship basic. Basic là hàng hoàn về tao chịu hết, cứ hoàn về đây tao hoàn tiền lại thôi. Ví dụ cái sản phẩm đó là tất nhiên phí ship là cái người làm drop phải chịu nha. Nhưng mà nếu khách hàng không nhận thì kho thu hồi lại và hoàn tiền. Hoàn tiền tức là bao nhiêu tiền thì quy đổi ra tiền để lấy hàng tiếp. Được không? Mọi người hiểu cái vấn đề chỗ này không? Còn tùy cái này nó cũng tùy tùy chính sách của kho luôn. Có kho họ không, tức là đã đi là không có hoàn về. Thì tất nhiên là nếu mà đã đi mà hoàn về nữa thì tất nhiên là dễ thu hút CDB hơn, nhưng mà nó lại đẻ ra vấn đề phát sinh trong chuyện quản lý. Ví dụ như nhà mình làm thời trang thì mình không có ngại chuyện hoàn về trong thời gian ngắn, vì hoàn về thằng này thì đi thằng khác rồi. Hoặc là có một số sản phẩm đồ công nghệ chẳng hạn thì hoàn về thì chả sao cả, nó hoàn về cái tai nghe đó vẫn là cái tai nghe đó. Nhưng mà ví dụ một bộ quần áo thiết kế chẳng hạn, bây giờ thiết kế ra cho ông rồi hoàn về tôi mặc cho mà, tôi đo ni đóng giày cho ông thì làm sao được. Nên là ở đây cái mức giá mọi người hiểu thế này này, cái rủi ro càng cao thì cái mức giá càng thấp, mà rủi ro càng thấp thì ông phải trả mức giá càng cao. Dạ. Rồi, ok, mọi người có cho hoàn về hay không? Rồi không, mình hỏi là hoàn về giờ ai chịu? Nếu với sản phẩm của mọi người á, tất nhiên là ai chịu thì thực sự kể cả là như bên mình chẳng hạn là hoàn về thì kho chịu, nhưng mà mình cũng tức là CDV chịu, nhưng mình cũng sẽ tìm cách thôi. Tức là ở cái đây mọi người hiểu cái vấn đề trách nhiệm là họ phải hiểu là cái hàng hoàn về là tao không chịu, tao sẽ hỗ trợ mày để nó chốt nó cẩn thận, nó đừng có chốt lung tung. Chốt lung tung mất công mình đóng gói, mất công phí ship của nó nữa. Nó chốt phải kỹ hơn, nó phải vào xem khách hàng có khả năng mua hàng hay không, nói chung là nó chốt đàng hoàng. Thì tất nhiên là cái giá basic và pro nó thật rất là chênh nhau rồi. Nếu mà mày tự tin thường thường á, thường thường như bên mình thì luôn luôn có hai cái là khi nào có basic và pro, nên là
bắt đầu vào thì sẽ làm basic và làm một thời gian mà cảm thấy sản phẩm tốt, tỷ lệ hoàn thấp thì họ tự chuyển sang pro, nâng cấp sang, đây, chuyển chuyển sang. Còn về cái chính sách chiết khấu lung tung thì nó cũng giống như thằng kia thôi, ví dụ bán doanh số đạt bao nhiêu thì thưởng bao nhiêu phần trăm giảm cho cái đó, thì nó bình thường cái nào cũng có rồi, nhưng mà đặc thù dropship nó sẽ có cái trả hàng mà không trả. Rồi mọi người chọn trả hay không trả, gõ vào trả hay không trả, chọn cái nào thì chọn, chọn một cái thôi. À, có thể hai cái cùng lúc, như bên mình làm có một số cái kho thì hỗ trợ hai cái cùng lúc, tùy sản phẩm nhá. Bởi vì nếu mà sản phẩm nó trả về mà nó không bị lỗi mốt hay là này nọ thì chọn cả hai phương án, thì khi đấy cái tuyển CV mình làm nó cũng khỏe hơn. Bởi vì là nhiều khi là họ mới ấy, họ sợ nên là họ không kiểu, họ sợ kiểu như là người ta không mua rồi hoàn này nọ, nói chung là hơi hơi non tay thì họ thích cái đó. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi, trong này có gần 30 người mà đây mới có, tức là tùy 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 sản phẩm. À, đúng rồi, không cái lỗi thì nó lại khác nhỉ, trả hay không trả lại khác. Tức là trả về rồi, tức là nếu như mà cái sản phẩm đó là CDV họ phải chịu, nhưng mà nếu mà lỗi bên nào thì bên đó chịu thật. Ví dụ chẳng hạn nhà cung cấp họ đóng sai sản phẩm thì tất nhiên là nhà cung cấp phải chịu, lỗi sản phẩm thì nhà cung cấp phải chịu, cái đó là điều tất nhiên, và thậm chí là nhà cung cấp phải chịu tiền ship về nữa, vì cái đó do ông mà đâu phải tại tôi. Nên là ví dụ như là trong cái chính sách á, là không cho trả, nhưng mà trả do nhà cung cấp thì bắt buộc phải hoàn lại tiền cho CDV. Hoàn là ở đây mọi người, hoàn ở đây không phải là trả tiền lại CDV, nhưng mà như bên mình có một cái hệ thống để nạp điểm. Ví dụ chẳng hạn cái CDV chẳng hạn, cái hàng này đi đó, ở đây này thành công hết, nó không có trả về, nhưng mà nó có một cái hệ thống điểm để nạp điểm. Nên là mình hay nói cái chuyện ví dụ ở đây số dư tài khoản này còn tầm 796 800 ngàn cơ. Đấy, ví dụ mình hoàn tiền là mình nạp điểm vào lại cho CDV á, để họ tiếp tục mua hàng á. Cái này là nó sẽ liên quan đến cái chính sách thì mình sẽ nói sau. Rồi, lỗi bên nào bên đó chịu, đó là điều tất nhiên. Rồi, thì cái giá này phải xây dựng rõ ràng từ đầu nhá, không là cãi nhau chí chóe. Đó. Và đóng luôn cả cái thời gian làm việc nữa. Chứ không CD dropship là hay có kiểu lên đơn phát là nó ới á. Đóng gói. Gói thời gian. À, quy tắc làm việc thì đúng hơn. Tắc làm việc. Đó, thời gian này. Chính sách này. Hoàn tiền này. Đấy. Hoàn tiền cho CDV á, hoặc là chính sách hỗ trợ. Cái đợt đầu mà mình triển khai được dropship á là làm bằng Excel. Tí mình có nói cái phần quản lý, nhưng mà đợt đầu mình làm là quản lý bằng Excel. Sau đó là các ông dời dropship, các ông dời gọi là ông dời CDV á, bắt đầu là lên một phát rồi là ới anh Cương ơi em lên rồi. Bắt đầu là, trời ơi, suốt ngày đi xử lý rất là mệt. Sau này nó phải có cái quy định là ví dụ chẳng hạn tất cả những đơn của buổi tối thì nó sẽ được xử lý từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Nên là ví dụ chẳng hạn em có lên đơn buổi tối đừng có ới anh, mà nếu em lên buổi sáng thì không thể ới đi kịp được. Nó phải có quy định làm việc rõ ràng. Và tất cả đơn của buổi chiều chẳng hạn thì nó sẽ xử lý vào từ 15 giờ từ đến 17 giờ chẳng hạn. Thì nó phải có một cái thời gian như vậy. Ai là người phụ trách cái gì nó rõ ràng ra. Đấy. Ai là người người phụ trách này. Đấy, ví dụ đổi trả hàng hoàn thì ai ai là người phụ trách cái chuyện đó. Không rồi loạn cắm cò lên. Rất là mệt. Rồi. Đóng gói quy tắc làm việc.
thời gian xử lý này, đó, đơn này, đó, thời gian chờ hàng này. Ví dụ mình hết hàng thì bao nhiêu lâu thì phải báo cho CTV họ biết. Nhưng bây giờ làm mà chờ 10 ngày không có hàng thì ai mà chịu cho nổi, được không? Rồi thì nó đã đóng gói quy tắc làm việc, thằng đấy phải tên này luôn, để không khi mà vào làm bắt đầu nó rất là rối. Cái này thì đúng là theo lý thuyết là 100 CTV đúng không, thì mỗi người một đơn là một ngày có 100 đơn rồi, nhưng mà để quản lý 100 CTV này mà mọi người không có biết cách á thì đúng là gọi là ăn cám luôn, rất là mệt mỏi. Rồi tiếp theo là mọi người sẽ phải đóng gói sản phẩm lại. Đóng gói ở đây ví dụ đây là cái đóng gói sản phẩm, ví dụ toàn bộ thông tin sản phẩm mình phải viết ra cho họ, điểm yếu, điểm mạnh, điểm thu hút đặc biệt, rồi các cái phản hồi khách hàng, rồi chứng nhận, rồi hình ảnh sản phẩm, combo sản phẩm, tức là bán nhiều thì bán cái nào, sản phẩm nào sản phẩm thu hút, chuỗi sản phẩm nào thì hợp lý. Bởi vì mọi người hiểu là mọi người là người hiểu sản phẩm, nên là để ý, mọi người để ý là mọi người đi bán hàng hoặc tư vấn bao giờ làm cũng tốt hơn nhân viên. Bởi vì là cái thứ nhất là mọi người hiểu sản phẩm, thứ hai là mọi người có kiến thức về cái khách hàng, về cái ngành hàng đó, nên mọi người sẽ làm tốt hơn. Thì cái này mọi người phải đóng gói hết, đóng gói lại. Ví dụ mình ở đây cho mọi người xem một cái đóng gói bên mình hỗ trợ nhà cung cấp. Ví dụ chẳng hạn là cái áo áo thun đây, ví dụ đi đây, thì nó phải có này, chính sách này, bảng size này, tài liệu sản phẩm tùy nhé. Ví dụ thời trang thì có cái điểm mạnh điểm yếu, nhưng mà cùng phải có một cái buổi nói chuyện về cái sản phẩm cho CTV, hoặc là mình phải ghi ra, tốt nhất là ghi ra. Ví dụ bảng size bao nhiêu, rồi kích thước bao nhiêu, rồi chính sách bán hàng, tài liệu bán hàng thì chúng ta phải chuẩn bị cho họ, rồi các câu hỏi thường gặp thì cũng chuẩn bị nốt luôn. Thì cái này nó sẽ nằm trong cái phần đóng gói, nên là hôm qua thì mình có trong cái chương trình chia sẻ mình có bảo là cộng tác viên mà bên kho hàng số chỉ cần biết đọc và hiểu. Tại sao biết đọc và hiểu? Ví dụ mọi người nhìn thế này đấy, chào, tên khách hàng. Thì ghi vào thôi. Và với cái công nghệ bây giờ nữa thì bên mình sẽ import luôn cho, tức là cái fanpage nhà nick cá nhân thì mình không có. Với fanpage là mình import luôn tất cả toàn bộ dữ liệu ở cái phần mềm mà hỗ trợ trả lời á, import sang luôn, chỉ việc gõ thôi. Đấy, câu hỏi thường gặp này, có in theo yêu cầu không, giá cao thì làm sao, có miễn phí ship không, in được không, có size trẻ em không, 100 bộ trở lên thì như thế nào, đổi trả thì như thế nào. Đấy, các sự cố này. Đấy. Thì tại sao mà chúng ta phải làm như thế này? Bởi vì nếu mà chúng ta không làm như vậy á thì chúng ta cũng bị đau đầu mà chết thôi. Tức là đồng tí CDV sẽ hỏi, đồng tí CDV sẽ hỏi, và mình rất là stress luôn. Mọi người cứ tầm cỡ 3 40 CDV là ngất ngây con gà tây, thậm chí là có những cái thời điểm mà em suy nghĩ không biết tại sao mình đi làm cái này cho khổ nữa, rất cực 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 kỳ là stress luôn. Em cũng tâm sự với mọi người luôn là trước đây thì em có làm cái gọi là nhà cung cấp, tức là bản thân em là một nhà cung cấp, thì em có làm việc bên em làm bên thời trang, thì em có hợp tác với một cái kho em làm nhà cung cấp. Nhưng mà sau một thời gian triển khai á
thì em thấy mình không có cái năng lực của nhà cung cấp nên là em không làm nhà cung cấp nữa. Hiện tại thì em thì mạnh nhất là về đào tạo, tức là có khả năng truyền đạt, nói như vậy đi cho nó dễ hiểu. Và bên em thì mạnh về ad nữa, bán hàng cũng có. Và bên em thì có mạnh về công nghệ, tức là bọn em viết các hệ thống về chatbot, các hệ thống CRM mini để nghe khách hàng, hệ thống SMS, email thì bọn em có triển khai. Cái dropship này là cũng của nhà em luôn, nên là em bây giờ em tập trung hai phần, đó là đào tạo, tức là có nhà cung cấp họ không có CV thì bọn em đào tạo và cung cấp giải pháp để quản lý cái đội dropship này. Nên là mọi người không không ngại tại sao em làm nhà cung cấp rồi mà em đi chia sẻ cái chuyện nhà cung cấp, bởi vì hiện tại em không muốn làm nhà cung cấp nữa. Rồi nhà cung cấp thì nó phải có cái sự điều phối về hàng hóa rồi là xu hướng cập nhật, nhưng mà em không làm được cái chuyện đó. Nên là em lui về là hỗ trợ nhà cung cấp. Mà hỗ trợ nhà cung cấp thì mà mọi người ví dụ chưa làm dropship, ví dụ chẳng hạn em nói hôm nay bây giờ mình làm như thế này, mình có vài chục người ở đây thì em nói một lần thôi. Còn đi làm với nhà cung cấp đến một người em lại phải trình bày một lần, phải hướng dẫn họ làm sao tuyển CV, làm sao xây dựng chính sách có khóa giá hay không, tùm lum tà la làm miết ngán luôn. Em bảo thôi thế này em đi bán lẻ sướng hơn. Bây giờ cho em đi hỗ trợ anh chị này, em thấy còn không có tiền mà em còn mệt hơn là em đi bán lẻ. Nhưng mà như em nói ban đầu á, là cái mong muốn đó là làm sao nhiều người ở khắp nơi họ có thể bắt đầu kinh doanh với mô hình dropship, nên là em vẫn theo nó cho dù bên em vẫn làm các mảng khác. Nhưng mà dropship em có nói với cái đội code là bây giờ thôi coi như là cái mảng dropship này chưa mang tiền về đi, tất nhiên là mang nhưng nó không nhiều, nó chỉ đủ đăng tải vận hành thôi. Nhưng mà để phát triển làm sao cái dropship ở Việt Nam nó mình có thể giúp phần một phần nó để nó sau này nhiều người biết hơn, nhiều người có thể bắt đầu kinh doanh được hơn. Không, mình không làm drop từ Việt Nam sang nước ngoài. Cái đó thì nó lại có một số cái về kho vận này nọ. Ví dụ mọi người có thể liên xem cái thằng Bốc Mi á. Thì thằng ấy có thằng Netsell nữa thì nó sẽ có cái kho vận ở nước ngoài, tức là nó sẽ chuyển hàng trực tiếp. Còn quảng cáo ở nước ngoài bây giờ rất đơn giản rồi, nhưng mà ví dụ chúng ta muốn bán Amazon thì cũng phải có kho nhập hàng bên đó, hoặc là muốn gửi đi thì cũng phải có kho, nên là chúng ta tự nghiên cứu cái mảng đó. Thì nếu mà sau này tương lai có thể chúng ta sẽ dropship đi nước ngoài, nhưng mà cái đó này nó lại liên quan yếu tố kho vận nữa, giấy tờ thủ tục nữa. Nên là ở đây thì trong cái gói gọn cái này đang dropship ở Việt Nam thôi. Rồi có mỗi sản phẩm, cái này thì chả có gì để nói cả, nhưng mà càng đóng gói thì mọi người càng khỏe. Tiếp theo là đóng gói khách hàng, tức là làm thế nào mọi người phải cho cái người CV họ hiểu được á là cái sản phẩm này bán cho ai, và mọi người phải phân loại nhóm khách hàng được, chứ không thể là khách hàng là khách hàng. Mình ví dụ như thế này, gọi là phân loại nhóm khách hàng. Bây giờ mình cùng bán một cái sản phẩm là mỹ phẩm đi, nhưng mà ở cái tuổi mà tầm khoảng 16 á đến 24 á, thì theo mọi người nó quan tâm yếu tố gì đầu tiên nếu mà tắm trắng? Ừ. 16 đến 24 thì nó quan tâm yếu tố gì đầu tiên? Sản phẩm về gọi là làm đẹp. Đúng rồi, nó sẽ quan tâm giá và quan tâm có nhanh hay không, có hiệu quả hay không, đúng không? Nhưng mà ví dụ tầm từ 24 đến 30 chẳng hạn thì bắt đầu nó sẽ quan tâm là có ảnh hưởng sức khỏe hay không. Tức là mỗi như vậy gọi là cái phân loại khách hàng, phân nhóm á, để làm sao cái người CV á họ biết là à mình đang gặp cái đối tượng này thì mình phải tư vấn như thế nào, và sản phẩm gì mình sẽ lấy đặc tính gì của sản phẩm ra để tư vấn.
còn bây giờ mọi người cứ đưa sản phẩm của chị ai dùng được hết á, con nào mà chả dùng. Nhưng mà nếu như là mọi người đi bán á thì nó rất là dễ, nó CV là mù tịt, mà CV nói như vậy và khách hàng nó vặn lại một câu nữa là thôi khỏi trả lời được luôn. Nhưng khách hàng nó vặn lại câu là như thế này thì ảnh hưởng sức khỏe không, là CV sẽ tịt. Bởi vì CV mọi người đào tạo qua đến đó. Và đặc biệt là nếu cái này thực sự rất là thiên cực kỳ về, nếu mọi người không đào tạo được thì mọi người phải đóng gói. Đóng gói để làm sao nó chỉ đọc và hiểu triển khai. Tức là quan điểm làm dropship của em là như thế này. Làm thế nào mà người ta lấy cái sản phẩm của mình về, người ta ráp lên chạy là có tiền, là tư vấn được. Tức là họ bỏ tiền ra càng nhiều thì họ càng nhiều kết quả. Và mình phải chuẩn bị sẵn sàng hết cho họ. Nhiều khi là bảo thôi không phải bắt suy nghĩ. Tức là ở cái mức mà họ làm giỏi, họ suy nghĩ được thì họ sẽ có nhiều tiền, tỷ lệ chốt đơn của họ cao, nhưng mà ở cái mức trung bình nhất á là thôi tao làm gì thì mày làm theo đó xong đó. Nên là cái phần đóng gói này cực kỳ quan trọng. Nếu mà cái phần đóng gói này là mà kiểu như mọi người làm hời hợt á thì cái phần tuyển cũng khó, mà cái phần thực thi, tức là cái nhân bản CV phía sau cũng không có triển khai được luôn, nó nát bét. Nên là cái phần đóng gói này thì trước đây bọn em cũng rất là mệt mỏi luôn, cực kỳ mệt mỏi. Nói chung cái đó thì cái tức là quy trình bán hàng thì khi nào cũng có, nhưng mà phải có cho họ trang bị họ đầy đủ hơn nữa. Tức là nếu như mà quy trình bán hàng không thì họ cũng kiểu hơi vẹt vẹt một chút. Thì nếu như mà muốn muốn á, thì tất nhiên là mình sẽ phải xử lý hết tất cả tình huống luôn, ghi ra hết, ghi ra và đầy đủ luôn. Nói chung là quy trình đầy đủ full cũng là nằm ở trong cái quy trình bán hàng thôi. Nhưng ở đây mình nói mọi người là phải cung cấp đầy đủ CTV đó, cung cấp đầy đủ hết. Cái cung cấp nói chung là cung cấp sách. Nên tại sao mà mình triển khai từ một người mới cứng mà chỉ cần bỏ tiền cho Facebook thôi là họ có thể bán được hàng? Bởi vì thực chất thì chẳng qua là thay vì thì phải nhân viên bên mình phải đi chạy quảng cáo, rồi thêm nhân viên chốt sale, rồi thêm nhân viên chăm sóc khách hàng, thì một người làm dropship họ làm hết tất cả các công đoạn đó. Và việc của chúng ta làm sao nhân bản họ hiệu quả nhất, tức là nhân bản chính cái đội của mình ra cho họ đó. Rồi tiếp chúng ta sẽ đóng gói về marketing cho họ. Ví dụ có những cái sản phẩm như thực phẩm chức năng chẳng hạn, thì không phải là một sớm một chiều mà nó bán được ngay. Nên là bắt buộc á thì chúng ta sẽ phải có những cái dạng content khác, như là bài viết cho đi, bài viết giới thiệu sản phẩm, rồi tùm lum tà la bài viết nữa. Nên là nó một chuỗi. Thì nếu những cái sản phẩm khó bán á thì đóng gói luôn. Đây, ví dụ như bây giờ là chị đưa cho em một cái file guộc như thế này. Đấy, hoặc là thường thường như bên mình là có một cái trang mẫu. Đấy. Em cứ lấy tình tự một ngày em vào đây lấy một bài, tỷ lệ là 411 chẳng hạn, là 4 bài cho đi thì đến một bài bán hàng mềm, đến một bài bán hàng cứng. Chứ không phải là bây giờ ở đâu mọi người bắt đầu đi nói CDV là em phải xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi em viết bài chia sẻ, rồi là biết viết đâu. Tất nhiên là mọi người bảo là bây giờ mình có thể đào tạo được, nhưng mà thực chất là mỗi người nó có một cái năng lực, mỗi người nó có một cái năng khiếu, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như em, chẳng hạn em làm kỹ thuật rất là tốt, dùng các cái loại gì mà liên quan đến kỹ thuật, bởi vì thực sự là em cũng là dân dân kỹ thuật, em là kỹ sư, nên là cái những cái gì liên quan đến nó học nhanh lắm, em thấy nó đơn giản lắm đó. Nhưng mà ví dụ em nói em học thuộc một bài hát thôi, em học thuộc đúng chắc phải mấy ngày em không xong, không học được mà không hát được, hát không có nổi luôn, không nhớ được, hát cứ câu trước câu sau quên á.
Ấy thì nên là tại sao chúng ta phải chuẩn bị cho họ đến mức như vậy? Từ ví dụ chẳng hạn, bên em là chuẩn bị từ cái cover. Cover thì ở đây em có một kinh nghiệm chia sẻ với mọi người, đó là chúng ta không nên dùng các cái phần mềm nó quá là cao cấp. Nên em sẽ sử dụng cái thằng Canva, em cho mọi người xem luôn. CV về chỉ việc đổi tên là dùng thôi. Mà nó có mất tiền gì đâu. Bây giờ mà bây giờ đưa một cái ảnh á, thì mọi người thường thường cái cung cấp cho CV nó sẽ có hai hướng. Một là mọi người sẽ đưa cho CTV. CTV về đầu đi học đi sửa lại. Hai là cái đội ngũ thiết kế của mọi người á, nó sẽ rồi long in bằng Google thử xem, sẽ phải đi thiết kế cho từng từng người. Như vậy rất là khổ sở. Bây giờ không biết là trong cái tài khoản này nó còn hay không nữa. Môn thiết kế. Đây 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 đây. Đây là cái cover mà nhà em cung cấp cho CTV. Đấy, về tất nhiên là nhân bản ra đây họ đổi tên này. Này, đổi tên shop này, rồi thích mô tả gì thì mô tả này. Địa chỉ của nhà mày thì chừa này, shop nhà mày chừa này. Bây giờ mày thích ảnh gì thì thành, tất nhiên là cũng phải ảnh thì một có một số ảnh mình chuẩn bị sẵn rồi. Còn một số thì nói chung là họ chỉ việc đổi cái tên của họ thôi. Đó. Logo bảo họ làm nhanh lắm. Ẹt tên này là xong. Tức ở đây mục tiêu em nói cái phần đóng gói là làm thế nào mà nó nhanh chóng, tiện lợi. Giờ ví dụ như em nói là cái file chẳng hạn, cùng là một cái file đóng gói thôi, nhưng mà tất cả file đóng gói bên em là phải làm ở trên online hết. Ví dụ chẳng hạn khi mà mọi người đi sửa một sản phẩm thì làm thế nào, mọi người cập nhật một sản phẩm thì làm thế nào, cập nhật nội dung mới, ví dụ như kịch bản bán hàng nó thay đổi đi lại phải đi gửi à. Nên là bọn em có kinh nghiệm đó là làm trên driver hết. Driver Google chắc chắn mọi người ở đây ai cũng có rồi, đúng không? Còn nếu mà mọi người mà thiếu dung lượng thì qua em bán tài khoản Google không giới hạn dung lượng. Thì mọi người hiểu là tất cả làm trên online họ cứ vào đúng cái thư mục đó, họ sẽ nhận được cái sản phẩm mới nhất, hình ảnh sản phẩm mới nhất, video sản phẩm mới nhất, kịch bản mới nhất, chính sách mới nhất, cái gì cũng được cập nhật ở đó hết. Và nó đầy đủ luôn, nói chung là đầy đủ. Việc của ông chỉ là bốc cái tôi đã đóng gói rồi và chuyển sang ông thôi. Nếu mà ông làm tốt hơn nữa thì ông làm được nhiều tiền hơn nữa, mà không thì ông cũng đủ sống rồi. Thì trước đây thì mình tập trung vào CDV.S, bên mình là CDV nó không có nhiều. Nhưng mà họ sẽ vả ad. Ad tầm cao điểm thì một người có thể vả tầm khoảng 1 triệu đến ad, và toàn hệ thống thì vài 30 triệu cho một cái nhà cung cấp là chuyện bình thường. Nhưng mà đợt này thì mình sẽ mở rộng sang cái hướng nó là bán theo dạng tức là đây là cái suy nghĩ của mình đó mọi người nhé. Tức là bây giờ mình thấy là có rất là nhiều người họ muốn kinh doanh online á, thì họ cũng không có điều kiện để chạy ad được, bởi vì chạy ad thì phải có thời gian trả lời này nữa, mà nó rớt đơn này nọ thì họ mất khá là nhiều tiền. Nên là đợt này về dropship thì mình sẽ tập trung vào cái đội mà họ là khách hàng của cái sản phẩm đó luôn. Tức là họ thì họ có thể bán cho bạn bè họ này nọ, còn những ai bán tốt hơn thì muốn chạy ad thì lên chạy ad. Rồi ai tốt hơn nữa muốn làm đa kênh thì nó chả có gì khó. Bây giờ một cái website của bên mình dựng lên chẳng hạn, có thể cấp cho toàn bộ CDV chẳng hạn. Nó rất là nhanh, rất là dễ dàng. Việc của mày chỉ việc mua tên miền và cấu hình vào thôi, đúng không? Và bây giờ mọi người thấy có cái thằng Ladipay nó còn dễ nữa. Bây giờ mình thiết kế một cái Ladipay để cập nhật cho toàn hệ thống thì còn khỏe hơn. Đó. Rồi cái phần ad nha, là mình đóng gói, là ví dụ như chẳng hạn là mình test luôn cho CTV rồi. Vì ở đây thì có ai chạy ad thì mọi người sẽ hiểu là cái vấn đề ad á,
không bao giờ thiếu cái phần test được. Nói mọi người không tin nhưng mà chỉ cần ở đây ai làm thời trang là hiểu, đôi khi một cái ảnh nằm ở đầu thôi, cái ảnh đó nằm ở đầu là cả cái bài đó bán được, mà cái ảnh đó không nằm ở đầu đó hoặc cái màu sắc đó không phải là ở đó thì cái sản phẩm, cái bài đó rất rất là tệ. Nên là như bên mình test ad là mình test luôn cho CTV luôn. Trên bài mình bảo đây, bài này này, anh chạy content này ổn rồi đấy. Cái bài này bố cục anh làm như vậy, anh sắp xếp như vậy ổn rồi đấy, banner anh chạy ổn rồi đấy. Ở đây nên là mình, cái cách làm của mình là mình luôn làm trước và nhân bản ra. Chứ không phải là mình bắt CTV, bởi vì CTV có phải có nhiều ngân sách đâu mà bắt họ đi vả như vậy được. Họ chưa thu hồi lại tiền thì thấy là tiền thiết kế rồi là tiền chạy ad rồi tiền làm website, tiền tên miền là họ thấy sợ sợ rồi. Nên là đợt này thì bên mình chuyển sang là cá nhân trước, bán sàn, bán các cái kênh mà không mất phí. Sau đó những ai mà bán tốt hơn, chịu đầu tư hơn thì bán chạy ad tốt hơn nữa làm đá kênh. Đó. Còn đóng gói bán hàng này thì nó sẽ có này, các câu hỏi thường gặp này, chính sách bán hàng này, xử lý các sự cố khi vận chuyển này, ví dụ chẳng hạn delay hàng thì phải làm như thế nào đó, hoặc là giao hàng một phần thì phải làm như thế nào. CTV cả đời của họ có bán hàng đâu biết là ví dụ bây giờ khách muốn đổi một sản phẩm về thì phải làm như thế nào đâu. Thì mình sẽ phải chuẩn bị hết là à, ví dụ như là trường hợp đó là gọi là giao hàng một phần, anh chị sẽ ghi chú trên hệ thống đó là giao hàng và thu hồi sản phẩm cũ đó, xong rồi cái phí bao nhiêu nữa. Rồi, nói chung là mọi người hiểu là chúng ta làm như thế nào, chúng ta đóng gói. Bởi vì ở đây mình đang nói chuyện với nhà cung cấp nên mình không, chắc cũng không phải nói chi tiết về cái này, nhưng mà quy trình bán hàng này đó, bước vào là chào này, xử lý này. Không biết là mình tìm đây. Tức là bên mình cũng cung cấp sẵn cái quy trình bán hàng cho. Không biết là còn còn nữa hay không, bởi vì thật sự nó hơi nhiều. Thấy đây nữa rồi. Mọi người chờ một chút nhá, mình cho mọi người xem đầy đủ luôn cái mà mình cung cấp cho CTV. Hôm nay có gì thì mọi người cứ tranh thủ hỏi đi. Mình trả lời luôn một thể. Chứ còn tí nữa mà vào inbox rồi hỗ trợ từng cái thì mình cũng chịu, chịu chết. Inbox mà mất thời gian là tính phí tư vấn đấy. Thoát mất cái kia rồi phải. Nên mình không 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 có vào được. Không thấy, nhưng mà bên mình cũng cung cấp luôn cái quy trình bán hàng, tức là mọi người sẽ thấy có tự động thì có luôn. Tức là nó sẽ liên quan đến phần quản lý là các bạn đang dùng hệ thống gì. Ví dụ chẳng hạn tức là có thể kết nối các hệ thống với nhau để cập nhật tồn kho. Tức là tùy tùy nữa nhá. Ví dụ chẳng hạn có những nhà cung cấp họ không dùng hệ thống gì thì ví dụ như cái để quản lý bên mình thì như mình làm thì mình sẽ cập nhật tồn kho luôn, nhưng mà ví dụ đang dùng
Kiosk Việt hoặc là các cái đơn vị khác á, thì bắt buộc là phải biết một cái API để kết nối với nhau, tức là dropship đặt ở đây thì nó sẽ trừ bên kia. Nói chung là không có gì không thể làm được hết. Trả hoa hồng cho CTV. À, cái này chắc là mình vào cái đoạn sau không nghe, nhưng mà cái này thì lại tùy cái hình thức. Ví dụ như là CTV thì khác mà dropship thì khác. Dropship về trước mình bán cho họ một cái giá rồi, họ đã thanh toán tiền cho mình trước rồi, sau đó thì họ bán cho khách hàng một cái giá khác nữa, thì họ thu bao nhiêu đó thì đơn vị vận chuyển tự chuyển tiền về cho cái người làm CTV. Cái này là chắc là mình phải nghe lại từ đầu thì mới có cái phần hoa hồng được, nó có chính sách phần phần liên quan đến phần CTV ở đầu buổi. Nó có chốt giá cố định này. Rồi. Ok. Thì nếu mà chúng ta hiểu được phần đóng gói thì chúng ta gọi là đóng gói lại nhá. Và đóng gói phải đóng gói đầy đủ thì mọi người mới làm cái này được. Video có chắc nữa để anh coi có cái hệ thống quay không thì anh gửi sau cho. Đúng rồi, nói chung là nhìn câu hỏi là mình biết vào muộn, bởi vì cái này nó đi theo một cái lộ trình rồi. Nên là thôi cứ cố nghe được phần nào hay phần đó đi. Đúng rồi, dropship thì nó là có khách hàng thì mới là nhập hàng. Nhưng mà nó liên quan đến phần quản lý nữa, nói chung nó hơi hơi... Ok, cái phần đóng gói mọi người xong thì mình ta hãy gọi là đóng gói để mình biết là mọi người hiểu được cái phần đóng gói mà mình muốn truyền tải. Mình thật mọi người đi tìm ở trên mạng không có cái phần chia sẻ nào đầy đủ như thế này về cái thằng cụ thể chi tiết và cái cây thực tế. À, không mở được, tức là nó nằm ở cái bên tài khoản của vợ mình, tức là cái quy trình bán hàng này thì giống như mọi người làm thôi. Ví dụ có quy trình bán hàng ở trên fanpage này thì khác này, quy trình ở tại cửa hàng thì nó như thế nào này, có màu đóng gói không, màu đóng gói là phải mất tiền mới cung cấp, đùa chứ cái đó thì tùy từng nhà cung cấp thì bên mình hỗ trợ đóng gói, nhưng mà thường thường là cái đóng gói là của nhà cung cấp nên là mình không thể đưa linh tinh được. Ví dụ bây giờ trong cái ngành hàng người ta đóng gói hết rồi, đâu mình có thể đưa được, cung cấp nó chém chết không thể đưa như vậy được, thậm chí kể cả mình biết mình cũng không nói, bởi vì nó liên quan đến cái nó gọi là cái đạo đức nghề nghiệp á, đạo đức về dữ liệu khách hàng. Đúng rồi, nó gọi là đạo đức về dữ liệu khách hàng. Rồi thì chúng ta phải làm tốt cái phần đóng gói. Rồi sau đến sau khi mà đóng gói hết xong về chính sách giá, đóng gói về marketing, đóng gói về bán hàng, tất nhiên là mình thì đúng rồi chuẩn không, nên là không có gì mà CDB không bán được hàng cả. Thì ngoài ra thì mình còn hỗ trợ CDB có thoải mái, nhưng mà nhà trồng được. Nói chung là mình cũng muốn là nhiều người biết về dropship nên là mình cũng chả ngại gì mọi người sử dụng là tốt. Nhớ ghi nguồn ở đâu ra là được. Sau không mấy ông đi mở lớp đào tạo xây dựng đội CTV từ 0 đến 1.000 đơn lại thu tiền nữa. Cái này phần nào quan trọng nhất á, thực chất thì phần nào nó cũng quan trọng hết á. Vì nếu mà lủng một phần trong các phần này thì cũng chết. Ví dụ bây giờ mình có sản phẩm tốt, mình có đông CTV, nhưng mà cái đóng gói mình làm không tốt, đóng gói về mặt đơn giản thôi, đóng gói về cái quy tắc làm việc này thôi, thì bắt đầu nó là lộn xộn ngộn lên, là bắt đầu chửi nhau, bắt đầu tiền nong, đầu tè le tét lét, không nói chuyện với nhau từ đầu á. Đấy là nên là nó là tổng hòa các cái yếu tố để mà làm lên. Thì mình nói về cái đóng gói đúng không? Rồi, đóng gói bán hàng.
Thì cái này đằng nào mọi người đi bán hàng mọi người chả phải làm như thế này, chẳng qua là mình nói mọi người đóng gói CV mình liệt kê hết ra như vậy thôi, chứ chẳng này mình bảo mọi người đóng gói xong đúng không? Rồi rồi sau khi mà làm xong hết tất cả, à quên, mình nói cái ý đóng gói. Tất nhiên là cái phần đóng gói này không thể xong một lần được đâu. Để mà mình nói chuyện với mọi người cái phần đóng gói này á, thì mình đã làm rất là nhiều lần sai. Mình bị CDV hành tan nát, rồi mình bị hàng tồn hàng hoàn, rồi đơn giản cái chuyện hàng nhà vận chuyển nó làm mất nữa cơ, thì còn lằng nhằng nữa. CDV bảo mình chưa gửi, mình thì gửi rồi đó, thì nên là mình phải có các cái vấn đề là mình phải đóng lại hết, tức là cái trường hợp đó như thế nào. Ví dụ như khi mà đóng hàng xong mình phải chụp ảnh luôn, ai tao đóng cho mày rồi đấy, ai giao đi rồi này, sau này không cãi nhau đó. Nên là cái phần đóng gói á là phải làm dần dần. Cái này là mình nói cho mọi người bớt cái thời gian thôi, nhưng mà đóng thì nói chung là lần đầu tiên nó không thể bao giờ gọn được cả, và nó sẽ phát sinh vấn đề, và khi mà mình phát sinh vấn đề thì mình xử lý vấn đề đúng không? Mình nhớ lại thôi, cái này giống như trong tiết học ấy, cái gì mà phát sinh mâu thuẫn thì xử lý mâu thuẫn thì xã hội mới phát triển đấy, đúng không? À, đúng rồi, tuyển vào sẽ không chạy được nếu mà nó không không có phần đóng gói. À, nhưng mà có một phần tí mình nói về phần nhân bản phía sau là cái phần động lực và cái mô hình tổ chức hệ thống CDV nữa cơ. Bởi vì mình đóng gói rồi nhưng mà nó vẫn không chạy à, nó nhưng mà cơ bản thật sự nếu như mà một nhà cung cấp mà định làm được dropship, nghe buổi chia sẻ hôm nay thì mọi người sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mình tin vào điều đó. Rồi, và đó là cũng mục đích để mình ngồi đây nói chuyện với mọi người. Cứ từ từ bình tĩnh thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề, và mình sẽ nói cái tại sao mình đã chương trình là từ 0 đến 1.000 đơn mà không phải nhiều hơn, không phải ít hơn. Bởi vì nó đủ để cho một cái hệ thống nó vận hành được. Chứ còn ví dụ có đơn phát thì chưa chắc đâu nha. Được vài bữa nó sập bà nó đi. Sập thì nó lại nhiều vấn đề nữa, nhưng mà đến 1.000 thì nó phải, bởi vì đây không phải là cái hệ thống đầu tiên mà mình lên đến mức 1.000 như thế này. Như mình có chia sẻ với mọi người ban đầu thì nó sẽ có công thức. Ví dụ bây giờ mình chưa biết là cái sản phẩm mọi người thế nào, nhưng mà tất cả những cái điều mà mình chia sẻ trong buổi hôm nay á, mình sẽ phải nói nó sẽ áp dụng tất cả ngành hàng. Chứ không phải là cái ngành này thì áp được mà ngành kia nó không áp được. Nó. Rồi. Thì sau khi mà làm tất cả phần này á, bắt đầu mình đi bắt đầu đi đi tuyển dụng. Tuyển dụng thì cái thứ nhất là chạy ads trực tiếp, bởi vì rất là nhiều người muốn làm CTV, muốn làm dropship. Nhiều lắm. Bây giờ dịch càng nhiều người thất nghiệp. Nhiều vô kể. Để làm một cái bài ads thôi, cần gì làm một cái nền vàng chữ đỏ là tao bán thời trang tuyển CDV 030 đó, không cần nhập hàng, không cần động vốn, chiết khấu cao, được hỗ trợ đào tạo đó. Kiểu gì chả có đứa nó comment, ít hay nhiều thôi đúng không? Rồi có một cái hình thức tiếp nữa, đó là biến khách hàng thành CDV. Tức là ví dụ chẳng hạn thì cái này với cái hình thức affiliate là rất là dễ luôn. Tạo một tài khoản xong khách hàng giới thiệu cho bạn bè coupon đó cùng về luôn, thì cái này là tốt nhất nếu mà ai đó muốn làm nhỏ lẻ, tức là có một đội khách hàng. Nên là rất là nhiều sản phẩm đi theo con đường này họ cùng làm rất là tốt nha, đặc biệt sản phẩm đắt tiền đó. Tức là cái này nếu theo mô hình này là mọi người phải là win win. Win win là sao? Ví dụ khi ra đưa một cái coupon ra thì họ sẽ được tiền, nhưng mà bạn bè của họ cũng phải được ưu đãi gì đó, vì càng sản phẩm cao cấp họ đâu có thích tiền, thật sự họ không có quan tâm. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn đọc là bạn anh Cương chẳng hạn, bạn qua phần mềm bên đó, ví dụ các bạn qua nhanh.vn chẳng hạn, nhập mã Cương Bích thì các bạn được tặng 1 triệu
và hệ thống nó cũng ghi nhận là đó là affiliate của ông Cương. Ông Cương có phần trăm. Còn nếu bây giờ mày không dùng cái mã Cương Bích thì ông phải trả đầy đủ 1 triệu, ông phải trả 1 triệu, ông đâu có được gì. Đó là cái gọi là cái quy tắc win-win trong cái chỗ biến khách hàng thành CTV. Đặc biệt là các cái sản phẩm mà nó càng đắt tiền thì nó phải làm kiểu đó. Tức là nếu mà nhập mã hoặc là dùng affiliate thì cái người bạn của họ phải có lợi. Đúng không? Thì họ rất là vui, và tất nhiên là có thể mình trả tiền hoặc là mình có thể là tặng họ một sản phẩm gì đấy. Nó mình có một cái sự ghi nhận. Đó. À, đặc biệt là như cái sản phẩm của em bán cho tuổi đợt dịch trước là em bán cho tuổi tin tin á. Thì bán đồ trong nhà, dịch thì không đi ra ngoài, bán đồ trong nhà thì bọn nó rất là thích làm bán hàng. À, rất là thích và mình có thể làm được. Đợt này thì thật sự nhất là dịch, thứ hai là vợ sinh rồi nhiều cái vấn đề nữa, nên là bình thường là vợ em làm dropship, làm dropship luôn á, nhưng mà nó bán hàng rồi nó không nộp tiền vào hệ thống. Nó bảo anh ơi nộp, lâu lâu anh ơi nộp cho em 500, lâu lâu nộp cho anh em 1 triệu tiền vào hệ thống, bởi vì có tiền thì nó mới đặt hàng được, nó không trả lại cho mình gì cả. Từ đó thôi em đừng có làm dropship với anh nữa. Rồi cảm ơn anh. Không nộp tiền bán hàng, cho tiền về thì nhà vận chuyển chuyển về tài khoản của vợ, tuy nhiên mình thống kê xong âm bà nó tiền, khổ không. Nên là các anh mà làm dropship thì mà có hệ thống thì cẩn thận, nó biết nick là nó vào nó nạp điểm không hệ thống là mệt lắm. Rồi tuyển từ đào tạo thì đây là cái cách em làm, thì vợ lại chồng lồ, đúng rồi. Tuy nhiên thấy chồng thì thấy không gây ra đâu có tiền. Thì ở đây là như bên em là làm hình thức như vậy, bởi vì em thấy một cái CV vào hệ thống bên em mà họ không được đào tạo á thì họ làm được ít bữa là sồi sụt, bởi vì họ không hiểu. Thứ nhất là họ không hiểu về cái cách chọn sản phẩm này, họ không hiểu cái tư duy làm. Ví dụ em nói về cái chuyện chọn sản phẩm đi, thì cái này là mỗi người một suy nghĩ nhá, nhưng mà cái suy nghĩ của em là chọn khách hàng trước sau đó mới chọn sản phẩm. Ví dụ chẳng hạn, bởi vì nếu mà họ chỉ làm dropship một sản phẩm á thì nó cũng hơi hơi ấy, mà mình thì làm sao có nhiều sản phẩm cho họ được, thì nên mà khuyên họ là chọn khách hàng trước. Ví dụ chẳng hạn họ chọn khách hàng là độ tuổi trung niên, phụ nữ từ 30 đến 40, thì 30 40 thì nó sẽ sử dụng mỹ phẩm đó, 30 40 sẽ sử dụng giảm cân, 30 40 sẽ liên quan đến hạnh phúc gia đình, đúng không? Cảm ơn anh. Nói chung là thật sự em cái chương trình có thể là mọi người vào lần đầu tiên vào Zoom hoặc như thế nào, nhưng mà các cái chương trình của em thì em luôn luôn mong muốn là có một cái giá trị nhất định. Em không muốn là mọi người mất thời gian vào đây mà đi không không được cái gì mang về, đúng không? Nên là phải hướng cho họ như vậy để họ hiểu, và em cũng sẽ nói luôn ở trong cái phần đề đào tạo á. Vậy thì anh chị muốn được cái gì? Anh chị muốn được bao nhiêu? Được, ví dụ chẳng hạn bây giờ học viên sẽ bảo chị muốn 1 tháng thu nhập là 10 triệu là chị được, đúng không? Được thì tất nhiên là chị phải đánh đổi cái gì chứ, không có gì tự sinh ra tự mất đi, đúng không? Bây giờ chị muốn 1 tháng được 10 triệu thì chị phải mất thời gian, một ngày chị phải tốn bao nhiêu thời gian, chị phải mất bao nhiêu tiền vốn. Tiền vốn ở đây không phải là nhập hàng, nhưng mà khi hàng đi chị phải trả cho em chứ, rồi chị mất bao nhiêu tiền vận chuyển đó, rồi sẽ bao nhiêu lâu chị sẽ mất bao nhiêu thời gian để bán được cái sản phẩm đó. Nên là mình xác định rõ từ đầu cái tâm lý cho họ luôn, chứ họ cứ bảo vào CDV là nhanh có tiền lắm, CDV thu nhập em thấy tháng toàn 1.000 đô 2.000 đô làm giàu không khó gì, mà chiết khấu 80% hoàn tiền. Họ chỉ nghe cái phần được thôi, được xong rồi họ làm với mình họ thất vọng. Rồi sao ông Cương nó bảo được mà bây giờ tao thấy tao làm mà chưa thấy được cái gì, mới chạy ad 50.000 100.000 mà đòi được được vô son. Đúng không?
Thì cái này nên là cái đào tạo là cái tốt nhất. Thực chất thì mọi người đừng có khó khăn gì về cái mặt đào tạo, mình làm thế nào thì mình chỉ cho họ làm như vậy thôi. Nên dụ bây giờ cái đợt mô hình trước đây của bọn em đó là bọn em sẽ tuyển một cái lớp dropship, tức là 30 ngày kinh doanh online trên một sản phẩm cụ thể. Thì mọi người có thể là bây giờ rất là nhiều người họ muốn kinh doanh online, mọi người có thể là đào tạo kinh doanh online đấy, và tao sẽ hỗ trợ cho mày sản phẩm, hỗ trợ cho mày đóng gói này nọ như thế này. Chứ nói dropship họ cũng không có hiểu đâu, nên nhiều khi đi ra ngoài cũng chả nói dropship. Nên ví dụ chẳng hạn hôm nay cái chương trình em đâu có nói dropship đâu, dropship nhiều người họ không có hiểu, CV cũng vậy, họ không hiểu. À, vậy nên á là khi mà mọi người làm cái gì nhỉ, cái đào tạo á là cái tốt nhất, tức là chỉ cho họ cách. Tất nhiên thì sau một thời gian thì họ có thể bay đi, nhưng mà cái quan điểm của em thì đến lúc thì phải đi thôi, sẽ đi với nhau một thời gian. Thì đào tạo là dễ tuyển nhất. Ví dụ bây giờ mọi người mở một cái lớp gọi là cũng là chạy ads, nhưng mà không vì không chạy tuyển CTV nữa, mà đó là một chương trình đào tạo bán hàng online miễn phí, hoặc là thu phí ít gì đấy, đúng không? Thì nó là con đường đào tạo. Đấy. Ví dụ như em đang nói chuyện với mọi người là con đường đào tạo luôn. Em đang muốn mọi người hiểu về dropship, thử về xây dựng, thì nó là đường đào tạo. Còn tự nhiên em, mọi người đang đấy, em đến hợp tác với mọi người làm nhà cung cấp đi, nhưng mọi người cũng không hiểu gì cả, làm việc với nhau trật lất, sau cùng trật lất tùm lum luôn, rất là không cùng một hệ giá trị á, nó mệt. Tiếp nữa thì bây giờ á là nếu mà dropship ở Việt Nam á thì mạnh nhất hiện tại là dropship ở trên sàn Shopee, bởi vì Shopee nó cho đăng và họ không mất chi phí gì. Còn nếu mà họ chạy nhiều họ sẽ phải chạy trả tiền ad. Rất là nhiều hội nhóm dropship, ví dụ ở đây chắc chắn là rất là nhiều, có những người từ hội nhóm dropship của Shopee. Thực chất thì hai cái hội nhóm dropship em đăng đó thì ngày hôm nay em đăng mà bên tăng trưởng số, thực chất lúc đầu em định tổ chức ở trên trên trang cá nhân thôi, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại thì em muốn cái đối tượng tham gia nó mở rộng một chút. Thì có rất là nhiều hội nhóm, mọi người có thể lên mọi người gõ cái từ khóa dropship đây. Còn thật sự cái chương trình đào tạo drop rất là nhiều anh chị bảo sao cương lâu rồi mà không mở tiếp cái chương trình đào tạo dropship mà em thu phí nha. Thu phí ở đây thu phí 2.250.000 á, chứ không phải là không thu phí đâu. Nhưng mà thật sự đợt này nó tốn quá nhiều cái rồi, giờ làm sao được dropship cũng hiền đây, nhưng mà chỉ có chắc là nó vào cái mục 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 ở đây. Chắc mọi người có ai bị vào spam không? Đâu rồi, đây. Chịu, nãy giờ thì không vào Facebook. Đây, ví dụ chẳng hạn, chúng ta có thể vào đây để tìm CTV. Đây. Đấy, đó. Nhưng mà về cũng phải đào tạo lại thôi, nếu như mà mọi người muốn làm một đội CTV đi lâu dài và bền với mình. Ngày xưa vợ em bán hàng online cũng vậy, thì bắt đầu từ rất là ít đơn thôi, nhưng mà có cái kho bên đấy á, họ họ chăm chăm cho đến khi đơn rất là nhiều và chăm như vậy. Chứ còn mà họ mọi người vớt từ chỗ khác thì nó lại đi thôi. Đây, cái này mọi người tìm từ khóa là dropship nhé, thì nó rất là nhiều hội nhóm. Khi mà ngon lành hết cái này á thì khi đã tuyển CV nó rất là dễ, tức là họ vào họ thấy mình rất là chuyên nghiệp, nó có đầy đủ đóng gói, có chính sách, tất cả nó nhìn nó ngon lành cành đào thì nó dễ lắm. Không hiểu như viết ba dòng chẹp chẹp xong rồi vào rồi đi tư vấn từng đứa. Rồi trước em có gặp cậu em làm tuyển dropship thì
Nó bảo anh em tuyển mệt quá, em chán chả muốn nói chuyện nữa. Giới hạn số lượng tùy sản phẩm mà phải giới hạn, nhưng mà tùy, ví dụ như bên mình đánh hàng trend thì cứ đánh vài ba tháng thì lại cập nhật sản phẩm, nên là tùy, cái nó tùy tùy nhà cung cấp đó, là nhiều quá thì có thể gây cạnh tranh lẫn nhau hay không. Thì cái đó thì tất nhiên là tự CDV nó điều phối. Ví dụ như hệ thống bên mình thì có gọi là có cái phần đó là không tiếp nhận CDV mới, tức là phải được sự đồng ý mới được vào á. Chứ không phải là CDV vào là vào đâu. Vào ke mệt lắm, thật sự một cái đội ví dụ như là tầm khoảng 10 người mà chạy thật là tốt, mình chăm thật là tốt và họ vả ép thì còn tốt hơn là cái đội tầm 100 người mà bán kiểu như là giờ hơi ẩm à ẩm ờ, đi ke còn mệt, đi support còn mệt. Tức là tùy tùy sản phẩm nhá, nhưng mà theo cái quan điểm của mình á thì ít mà chất thì ngon hơn. Tức là ke cho họ, chăm sóc cho họ. Mình có những CDV mà bây giờ họ tuyển được CDV tiếp nữa rồi. Tức là họ tuyển CDV, tuyển người để trả lời này, tuyển người để làm cho họ này. Đã đến cái mức như vậy. Thì mình cần những cái người như họ thôi. Tầm khoảng chục người chứ làm gì chứ nhiều. Đối với một nhà cung cấp, cái nó tùy lượng, nhưng mà thường thường một nhà cung cấp mà 30 CTV thì nó vả cho chạy không kịp. Nếu cái sản phẩm đó bán được nhá, cho mình không nói cái sản phẩm mà bán không được mà bắt họ vả, làm sao họ vả được, đúng không? Rồi tiếp theo là kết hợp với bên thứ ba. Bên thứ ba ví dụ như tiết hợp tiếp thị liên kết thì nó sẽ có Axtray hay là thằng AD, cái này em không biết đọc như thế nào nữa, nhưng mà nó là những cái nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết, hoặc là kể cả tức là mọi người mang hàng đến, cái chuyện CDV là nó lo. Hỏi mình cứ đóng gói hết cái này đi đó thì đưa, hoặc là nếu như mà họ đóng gói thì họ sẽ thu tiền mọi người. Mọi người hiểu ý mình không? Tức là nếu mà họ bên này đóng gói á thì họ sẽ thu tiền, từ tiền chụp ảnh, từ tiền làm content, từ tiền landing page đó. Thường thường thì nó sẽ làm một sản phẩm, nên là thường thường ví dụ như thời trang thì nó hơi 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 ấy, nó làm một sản phẩm, ví dụ như mấy cái loại đông y rồi là sản phẩm thực phẩm chức năng mà cái loại đắt đắt tiền á đó. Dropship, dropship ở Việt Nam thì có thằng Netsell đó, hoặc là mọi người có thể hợp tác với bên mình là kho hàng số.com đó, một bên rất là nhỏ nhưng mà sắp tới có thể lớn lên. Bởi vì nếu mà về cái phần công nghệ thì có thể là mình có thể nói về hệ thống có thể đứng top top 10, top top 1 thì không nói, nhưng mà chắc là 1 2 3 thì nó cũng có số má, vì là cái hệ thống bên mình viết là cho bên mình sử dụng, nên là các tức là với một nhà cung cấp nhé, là mình sẽ cấp cho mọi người một cái hệ thống để làm việc như vậy luôn, và CDV độc lập luôn. Mà mình muốn mong muốn là có nhiều nhà cung cấp hơn nữa, chứ đợt trong năm là mình cũng bị gãy nhà cung cấp, đợt vừa rồi đây cũng gãy nhà cung cấp luôn. Và CV mình đào tạo ra thì nó có cái vấn đề là nhà cung cấp như vậy thì họ cùng chết, và mình cũng rất áy náy. Thứ nhất là mình áy náy, thứ hai là mình đào tạo ra thì cái chi phí đào tạo mình lấy rất là thấp và mình nghĩ là lâu dài, nhưng mà cũng không thể lâu dài rồi không có nhà cung cấp CDV lại bỏ hệ thống. Rồi đó là phần tuyển dụng. Tuyển dụng thì mọi người có câu hỏi gì không? Thực chất thì tuyển dụng thì nếu mà làm phần đóng gói với hai cái phần kia, nó phần đóng gói nó xong thì tuyển dụng nó rất là khỏe, thì quăng lên là quất thôi, quăng lên là quất thôi. Làm một cái thư mục rồi chính sách giá như thế này như thế kia, là bây giờ làm thế nào để mày tham gia thì như thế này như thế nọ như thế chai, là xong rồi, không phải đi giải thích cho từng người. Ở đây có ai mà tuyển CDV phải đi giải thích cho từng người không? Dạ được anh. Nói chung là em nói về cái mô hình mà bọn em hoạt động như thế này cho mọi người dễ hình dung. Tức là bây giờ, ngày xưa là một lớp bọn em đào tạo riêng một sản phẩm cho một nhà cung cấp,
nhưng mà nó đẻ ra cái vấn đề là nhà cung cấp họ không chăm sóc được học viên, không chăm sóc được CDP mà bọn em đào tạo ra, thì nó dẫn đến là rớt. Nên là bây giờ thì mọi người hiểu thế này, bên em sẽ chuyên tập trung đi vào đào tạo thì bên em cũng sẽ thu cái phí đào tạo của họ đó, và bọn em sẽ cung cấp một cái hệ thống quản lý cho mọi người để mọi người đăng sản phẩm, để CDV làm việc với mọi người, bọn em sẽ đứng ra xử lý kết nối giữa hai bên. Thì bọn em sẽ đào tạo rất là nhiều CDV và sau đó thì họ sẽ chọn nhà cung cấp. Ví dụ anh là một trong những nhà cung cấp, tức là ví dụ như em đứng ở quan điểm đào tạo em cũng phải cần nhà cung cấp. Và như em, bên em thì mạnh thứ nhất là về đào tạo, thứ hai là bọn em mạnh về hệ thống, thì bọn em có cái hệ thống giúp anh chị quản lý nó nhanh hơn, khỏe hơn. Thì có thể là mọi người có thể làm với em luôn, hoặc bên em bán hệ thống bọn em vẫn bán luôn. Đây có anh Trung mới vào, thì anh Trung có làm nước mắm Phan Thiết, nước mắm Phan Thiết mùi né.com, thì anh ấy muốn mua luôn cái hệ thống bên em vẫn bán, không có sao. Còn nếu mà kết hợp, tức là đồng hành lâu dài, thì bọn em sẽ lo cái phần phần tuyển, anh chị lo cái phần hàng hóa. Và tất nhiên là mọi người có thể làm việc với, tức là cái hệ thống bọn em cung cấp thì mọi người có thể tuyển CDV ở ngoài vào nữa để vận hành luôn. Còn những cái phần kết nối khác thì liên quan thì nó lại có thể biết được. Ví dụ anh chị đang dùng một cái hệ thống quản lý muốn cập nhật tồn, vì bọn em thì có một cái là thứ nhất hệ thống này bọn em viết ra, thứ hai bọn em cũng cung cấp cho một số đối tác rồi, mọi người thấy cái giao diện mà ná 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 là của bọn em đấy, thì bọn em có thể tùy biến kết nối thoải mái. Thì cái vấn đề quản lý á, thì thế này, ở đây có ai em hỏi là có cái chị nào tư vấn riêng, tư vấn riêng thì bây giờ mọi người có kết nối với cái Facebook của em á, hoặc cái email em gửi cho mọi người cũng được, hoặc là mọi người có thể cái Zalo này 9 3 8 0 5 0 1 9. Thì bởi vì ngày mai thì em cũng sẽ gửi lại video mọi người, thì em sẽ điền cái Zalo vào đấy cho mọi người, hoặc mọi người có thể vào cái web bên em là kho hàng số.com thì nó cũng có cái số điện thoại của mọi người. Nói chung là mọi người cứ bình tĩnh đi, thì em sẽ nói hết để mọi người có thể làm với bên em hay làm với bất cứ bên nào, thì chúng ta cùng đều phải làm tốt cái phần này nha. Chứ còn nếu không là lại xịt. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mọi người làm với thằng Nextel chẳng hạn thì nó không ke, bởi vì nếu mọi người nhà cung cấp nhỏ nó sẽ không ke, thì mọi người cùng xịt. Nên là ở đây em nói mọi người có thể tự tuyển CDV được. Nên là mình phải như vậy, mình phải chủ động chứ, mình phải có đội của mình chứ. Đâu cần phải phụ thuộc bên Cương hay là bên Nextel hay bất cứ bên nào. Bên em không làm như vậy, em không bắt buộc là ví dụ Cương là phải từ CDV, không quan trọng. Làm sao mà mình bán được hàng, làm sao dropship nó phát triển, làm sao CDV của mình họ có tiền. Đó là điều quan trọng. Rồi thì quản lý á, quản lý mà cấp độ mà cơ bản nhất là quản lý Zalo. Zalo đúng không? Zalo bắt đầu có một cái nhóm, xong là hỏi Cương ơi còn hàng không, Cương ơi cái gì cùng kêu. Nói chung là cái này là nhiều đơn vị làm mà nó rất là tệ, cực kỳ tệ luôn. Nhưng mà có một thời điểm, ví dụ chẳng hạn mình có nhóm 3 5 người thì Zalo vẫn là một phương án tốt. Rồi cái web tiếp thị liên kết nhé, thì nó dễ, nói chung là nó dễ. Nếu mọi người cần, nếu mà mọi người làm web gọi là nền WordPress á, muốn tích tiết hợp tiếp thị liên kết còn dễ ẹc nữa. Còn nếu mà web mọi người không phải là WordPress nha, thì bọn em sẽ phải code lại, tức là viết lại á, thì nó phức tạp hơn. Nhưng mà nói chung là nó không như ngày xưa, nó nhìn gì nó kinh dị lắm, nó đơn giản, chi phí nó cũng rẻ. Rồi tiếp theo là Google Sheet. Google Sheet như là em hay làm á, tức là mỗi, tức là có một cái trang để form đặt hàng nó đẩy về một cái hệ thống trung tâm, thì cái này cũng được, nhưng mà tầm khoảng 2 30 chục CDV trở lại thì làm được. Còn làm nó nhiều quá thì cũng không được, bởi vì thằng Google Sheet thì nó cũng có những cái mặt hạn chế nhất định. Như Google Sheet thì em sẽ làm là
một CTV là nó sẽ có một cái file đặt hàng. Đó. File online em cấp luôn và em sẽ dồn tất cả cái này vấn đề kỹ thuật thì mọi người tìm Google thôi. Tức là bọn em sẽ kéo tất ngày xưa em làm thì em sẽ kéo tất cả các cái bảng ấy về một hệ thống trung tâm em quản lý. Thì em sẽ biết được nhưng mà nó cũng lằng nhằng, tức là nó không in đơn được, nó cũng rất là lằng nhằng. Tiếp theo thì nó sẽ sử dụng phần mềm bán chuyên vẫn sử dụng được để làm dropship. Ví dụ chúng ta sử dụng Nhanh, Sapo hay Kiosk Việt thì mọi người coi mỗi cái dropship á, hay là mỗi CDV á, là một tài khoản nhân viên sale thì đều triển khai được. Nhưng mà bán chuyên thì bởi vì nó là phần mềm bán chuyên á, nên là nó sẽ không được như cái phần mềm chuyên nhưng vẫn được. Còn cái giải pháp tiếp theo á, mà như cái bọn em đang làm á, là phần mềm chuyên dụng cho dropship. Chuyên dụng thì bọn em sẽ kết nối với các cái phần mềm mà anh chị đang sử dụng để cập nhật cái số lượng được. Em ví dụ như đây là một cái hệ thống bán chuyên, hệ thống chuyên nhưng không phải là bán chuyên. Đây, ví dụ em nói đây là một cái CTV đi, thì ví dụ đây là một cái CTV đi, thì tức là mỗi nhà cung cấp á, thì em sẽ cấp cho mọi người một cái hệ thống như thế này để mọi người đăng sản phẩm. Ví dụ như em ví dụ thế này nhé, PP việc nhà cung cấp. Tức là ở đây là có mọi người hiểu có hai vấn đề nhé. Một là mọi người sẽ làm tham gia vào hệ thống của bên em, làm nhà cung cấp cho bên em. Hai á thì nếu mà mọi người không thích chung chạ bất cứ cái gì á thì bọn em sẽ bán nguyên một cái hệ thống cho mọi người. Ở mọi người về mọi người bọn em sẽ tùy biến theo yêu cầu mọi người. Ví dụ em đây là một cái hệ thống dành cho nhà cung cấp thì nó sẽ có cái quản lý đơn hàng của CDV, nó tập trung về đây. Đấy, tức là đây này, đây là CDV, đây CDV này, nó sẽ tập trung hết về đây. Đó, ví dụ như em ở đây em là một CDV đúng không? Đây, em chọn nhà cung cấp này. Tức là trong trường hợp mọi người chọn sử dụng đây. Thì cái hệ thống này là bọn em viết ra cho bọn em sử dụng. Đây, thì đây là một cái hệ thống này bọn em quản lý dropship. Đó. Và dropship ở đây thì bọn em tất cả CTV á, đơn hàng nó về đây hết. Và bọn em xử lý ở đây hết. Đấy, xử lý ở đây sạch. Đó. Ví dụ cái đơn hàng này đây. In đơn hàng này, gửi vận chuyển này, tức là CDV nó cái này thì nó cũng không phải là CIM nhưng mà nó là một CIM nhưng mà nó rất là nhỏ, nhưng mà cái này nó chuyên cho dropship thì đúng hơn. Tức là ví dụ chẳng hạn một CDV ở đây mọi người thấy không, thì nó sẽ có cái số điểm, bởi vì ở đây bọn em đã gặp cái trường hợp là tức là đôi khi là mình CV thì đôi khi có thể là mỗi người một ít rồi không quen biết rồi thôi, chị cứ gửi hàng đi rồi em gửi tiền sau á. Đúng rồi, cái này không drop không báo đơn hàng nên là về cái mặt quản lý nói chung là nó rất là sướng. Nên là tiền á là CV sẽ nạp trước. Khi mà nạp á thì hệ thống nó sẽ quy ra điểm. Đây, ví dụ như bạn này muốn nạp. Câu hỏi cái sản phẩm. Thực chất thì ở đây mọi người hiểu như thế này, cái hệ thống của em là trung gian thôi, chứ còn cái sản phẩm của mọi người quan trọng là có triển khai CDV được hay không. Mọi người hiểu ý em không?
Không phải là em mang cái sản phẩm này, bởi vì em không thể ép CTV của em là à mày phải đi bán tranh phẳng đi. Mọi người hiểu vấn đề không? Ví dụ chẳng hạn em có 500 hay là 1.000 CTV thì họ sẽ tự chọn trong danh sách nhà cung cấp. Đó. Nên là họ sẽ tự chọn là à mình thấy cái tranh phẳng này này nó tốt, nó hay. Đó thì tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp này. Và ở đây thì bọn em cũng có một cái trường hợp luôn là bọn em cho phép nhà cung cấp từ chối phục vụ CTV. Chứ không phải là lên hệ thống là tôi phải đi phục vụ hết CTV. Đó. À, vẫn có cơ hội, mọi người cứ chat với em ở cái nick, mọi người có thể tìm cái nick em này nhé, Hồng Ngọc Cương đúng không? Em gửi vào đây cho mọi người. Đây, chị Vân hỏi khi nào có lớp đây, nhưng mà thật sự cái lớp dropship nó tốn nhiều thời gian quá, giờ em lười tổ chức đào tạo, em muốn làm cho nó đàng hoàng. Ờ thì em nói về cái hệ thống dropship cho mọi người cho xong nữa. Tức là cái quan điểm bên em á, tất cả tiền nó sẽ quy thành điểm hết. Thì ở đây không phải điểm như là điểm của đa cấp đâu, mà điểm này là điểm thật, tiền thật. Đây là tài khoản của vợ em nhá. Kể cả vợ em bây giờ dùng đặt thì cũng phải đặt trên hệ thống. Ví dụ vợ em còn 190 ngàn này, đúng không? Đây. Đấy thì bắt đầu họ sẽ chọn nhà cung cấp. Đấy. Ví dụ chọn mà cái kit Hà Nội đi. Cái này là tùy nhá. Ví dụ như là mọi người có đồng ý tinh thần là làm nhà cung cấp cho mỗi nhà. Đấy, ví dụ thì nếu ở tinh thần ở đây mua sản phẩm này, đúng không? Thì đủ tiền bởi vì thanh toán có 75 ngàn à. Nhưng mà nếu mà không đủ tiền á thì nó sẽ không cho đặt hàng. Mọi người hiểu vấn đề chỗ đây không? Thứ nhất là về tiền bạc là CV không có nợ nần gì cả, đau đầu không có nợ. Nếu các bây giờ các bạn thích thì các bạn nạp vào 60 ngàn tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà các bạn làm nhiều mất công thôi. Đấy, nên thường thường bên em thì ví dụ bên em chẳng hạn thì bọn em sẽ quy định là nạp bội số của 500 ngàn. Và nếu CTV rút ra thì cần báo trước 24 giờ và hoàn tiền lại 100% nếu không có công nợ hoặc hàng hoàn gì liên quan hết. Đấy, thời gian làm việc hỗ trợ quy định rõ ràng. Đó. Thông tin về các nhà cung cấp thì sắp tới mà bọn em cái hệ thống này nó update thì mỗi nhà cung cấp là một cái trang thông báo này riêng rồi. Đó. Tất nhiên là nếu như mà mọi người làm, tức là làm độc lập nhá, thì tiền là nó nạp độc lập, nhưng mà còn nếu như mà thông qua bên em á thì đầu tiên thì nhà cung cấp CV sẽ nạp tiền cho bên em, sau đó bọn em sẽ đối soát và chuyển lại cho nhà cung cấp. Thường thường bọn em đang làm như vậy, có thể đối soát ngày, đối soát tuần, nhiều nhà cung cấp thì đối soát tháng luôn. Đó. Hoặc là cái sản phẩm này bên em á, bọn em cũng kết nối với Shopee luôn. Tức là nó tự đồng bộ đơn từ sàn về. Và một khách hàng ở đây nữa thì là nó có một cái hay á, là nó liên quan đến cài đặt vận chuyển. Tức là mỗi cái CDV nó có một cái tài khoản vận chuyển, nó kết nối với cái tài khoản của họ luôn. Nên là mọi người có thể lên đơn từ hệ thống. Ví dụ hàng đóng xong rồi mình sẽ lên đơn đấy, ê vận chuyển đến lấy. Nhưng mà nếu mà có sự cố gì á thì cái khách hàng nó sẽ gọi cho số của CTV, và tên sản phẩm, tên shop mà in ra á là của CTV, mình không liên quan. Đấy. Đó. Nó như vậy. Thì cái hệ thống này nó sẽ quản lý tập trung. Quản lý tập trung bên em tạo ra để mà làm chuyên làm dropship. Nên bọn em mới nói là cái này là để thấy có lớp đào tạo CTV không, thì lớp thì em đang, tức là sắp tới thì bọn em sẽ tổ chức lại cái lớp, bởi vì là bọn em, tại sao em làm chương trình này trước, bởi vì em muốn tìm nhà cung cấp, em muốn là CTV nó có nhiều sự lựa chọn. Còn lớp thì tức là cái đào tạo là bọn em tách riêng ra. Ví dụ chẳng hạn bây giờ các bạn mà biết bán rồi thì các bạn vào bán rồi,
còn các bạn muốn đào tạo thì các bạn phải trả tiền, và tất nhiên là em sẽ thu tiền đào tạo rồi, nó không liên quan gì đến nhà cung cấp. Còn nhà cung cấp thì cung cấp sản phẩm thôi, còn nhà cung cấp nào tốt thì CV họ tự tự chọn thôi. Còn bên em thì vẫn có chương trình đào tạo, nhưng mà tạm thời hiện tại thì em đang muốn sửa chữa nâng cấp nó một chút, bởi vì em muốn có đông lượng CV một lần đào tạo hơn. Trước kia bọn em làm một lớp thì khoảng 20-30 CV thôi, nhưng mà nó còn có tỷ lệ rớt thì tỷ lệ ke lung tung nữa, nên là nó hơi hơi khó. Thì ở đây á thì mọi người sẽ thấy là cái này gọi là một cái hệ thống quản lý dropship chuyên, tức là bọn em chỉ chuyên làm cho dropship thôi. Tương lai á thì bọn em sẽ kết nối với website, tức là ví dụ CV cấp cho C một cái website và thông tin sản phẩm tự động đồng bộ lên website, cấp CV một con chatbot, thông tin sản phẩm tự đồng bộ lên chatbot, đặt hàng lại quay về hệ thống trung tâm, nhà cung cấp sẽ kiểm soát ở đấy. Chung là về công nghệ thì bọn em không có khó chuyện đấy, nhưng mà bây giờ ngại là thứ nhất là tìm được nhà cung cấp uy tín, thứ hai là phải đào tạo được CDV. Tất nhiên là trên cái phần đóng gói rồi, nhưng họ vẫn phải có kỹ năng về marketing, kỹ năng chạy Facebook Ads, chạy TikTok, chạy Google, làm website, sửa chữa, thiết kế thay thế landing page chẳng hạn. Đó, thì bọn em đang muốn như vậy. Thì đây gọi là phần mềm chuyên dụng. Và trên phần mềm này nếu như mà mọi người chưa dùng phần mềm nào cả thì bọn em có quản lý tồn kho luôn. Mình đang chạy như vậy, muốn làm web liên kết lại phải làm Paracom. Cái này là tùy Haravan có mở cái cổng kết nối cho bên em hay không, thì bọn em chỉ việc kết nối vào. Tức là mọi vấn đề là vấn đề ở kết nối. Haravan nó đồng ý kết nối thì bọn em có thể kết nối. Nói chung là về cái mặt công nghệ không có gì ngại hết á, nó là các ông ấy có đồng ý để mình kết nối vào hay không thôi, chứ còn nó không gì. Ví dụ Shopee bên em kết nối thế thôi, kết nối vận chuyển thế thôi. Ví dụ toàn bộ đơn hàng mà lên từ hệ thống nhá, thì các bạn ấy cái trong cái app mà giao hàng tiết kiệm các bạn ấy, nó vẫn lên hàng đến đâu rồi nó lên hết luôn. Còn ví dụ CV muốn làm web thì CV phải tự bỏ tiền chứ, liên quan gì đến nhà cung cấp, đúng không? CDB muốn làm cái gì đó thì họ muốn nâng cấp, họ muốn bán được nhiều hàng thì họ phải trả tiền thôi. Họ muốn học, họ muốn bán được nhiều hàng của vực vậy. Và thực nhiệm vụ của em tìm nhà cung cấp tốt cho họ. Đó. Còn ví dụ như nếu mà anh chị có một hệ thống CDB rồi thì bọn em vẫn bán luôn hệ thống. Vì thật sự bọn em cũng cần tiền để đầu tư lại cho thằng dropship, nên bọn em cũng chả cần phải giữ thương hiệu làm gì. Thì có một số hệ thống bọn em bán cho khách hàng và để thương hiệu khách hàng luôn. Khi đã bán là bọn em sẽ thay toàn bộ thương hiệu, tức là không có liên quan gì đến kho hàng số ở đây nữa. Không có liên quan gì bọn em nữa. Logo là của mọi người luôn khi em đã bán rồi. Chung là kiểu bán con á. Bán rồi thì mọi người thích viết, thích kết nối, thích làm cái gì, bọn em tính theo giờ làm việc, bọn em tính tiền rồi. Xong. Đó là về phần quản lý nhá. Thì nếu thật sự là với cái hệ thống điểm và hệ thống kết nối tập trung như này thì một người có thể quản lý tầm khoảng 100 CDV bình thường, đúng không? Điểm nạp tự động rồi, tiền nong thì nạp điểm vào, hàng đi thì trừ, phí ship đi trừ, phí đóng gói trừ luôn, phân cấp CDV có luôn. Với cái này thật sự là bọn em làm cho bọn em sử dụng nên nó rất là sát. Em tin là không có cái nào sát hơn. Bởi vì bây giờ ở Việt Nam nó chỉ có các ông nào mà chưa biết thì em không biết, nhưng ông công khai có mấy ông, và các bên thường thường họ net sale rất là lớn, nó đánh là dropship Trung Quốc là chính. Việt Nam thì không không phải là cái điểm mà nó ấy. Còn cái hệ thống khác thì viết cho sàn thôi, còn như bên em là viết đa kênh và nó rất là sát. Nhưng mà ở đây em không muốn bán hệ thống lắm, mà em muốn hợp tác, tức là đi tìm nhà cung cấp và em cung cấp cái hệ thống để giúp nhà cung cấp của em làm nó tốt hơn. Chứ thật sự bán hệ thống, ví dụ em cho mọi người cho thuê, bọn em vẫn có cho thuê, nhưng mà thuê rồi mọi người không biết triển khai thì còn còn mệt hơn. Tức là mọi người chả tuyển dụng được CDV,
sau rồi mọi người chả biết quản lý bọn nó thế nào rồi mọi người nói mọi người làm rối trùng tung thùng bèn lên, thì chắc là mọi người dùng được 6 tháng thì hết đát rồi, thôi lại chia tay nhau, thôi lại mọi người mất tiền mà bọn em cũng mất thời gian triển khai. Nên là thật sự nếu mà mọi người mà mới tinh mới cứng mà bảo đi cho thuê hệ thống em cũng không cho thuê, đi hỗ trợ mọi người cũng mệt, mà bây giờ không hỗ trợ thì mọi người không làm được, nó thành ra là như vậy. Rồi sau khi cái phần quản lý này thì ok rồi, nói chung là tùy vào cái mức CDV mà chúng ta có cái cách quản lý khác nhau, thì chúng ta sẽ đến cái phần nhân bản. Thì cái phần nhân bản này á, thì nó không có cái vấn đề gì, nó chỉ có tức là chuyển giao thì không nói rồi, tức là đưa lên driver rồi cập nhật đào tạo đúng không, hỗ trợ theo dõi. Nhưng mà nó có một cái mà sắp tới đây bọn em sẽ cập nhật, bởi vì cái những cái thất bại trước đó một phần nó liên quan đến đó. Mọi người biết về cái em nói mô hình kim tự tháp thì nó hơi ấy, mọi người biết về mô hình đa cấp không? Ở đây ai biết về mô hình đa cấp thì comment chấm cái xem nào. Rồi em quay rồi, ok. Nhưng mà đa cấp nó có một cái rất là hay, mọi người để ý thế này à, bên em á thật sự đào tạo em làm được, nhưng mà CDV đông quá làm sao em care hết được, không 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 chăm sóc hết được đúng không. Nhưng mà đa cấp nó có một cái rất là hay, đó là nó tức là mồi mồi cái người làm đa cấp á, họ chỉ chăm sóc một lượng khách hàng nhất định thôi, mọi người để ý, chứ không phải là toàn bộ cái hãng mỹ phẩm nó chăm sóc cho toàn bộ khách hàng đó. Nó chăm sóc như vậy, tức là em chăm sóc cho 10 người, làm sao cho 10 người đó mua nhiều sản phẩm đó. Rồi tiếp theo em đào tạo ra hệ thống của em, hệ thống của em chăm sóc 10 người, mọi người hiểu ý em chỗ này không? Tức là một người cứ chăm sóc ít khách hàng thôi. Nên là khi này có bạn gì đấy bảo là em thiếu phần đóng gói nên không hoạt động được. Thật sự nếu chúng ta đóng gói á, nhưng mà tức là đóng gói là phần kiến thức thôi, nhưng mà nó không có gọi là phần động lực á, thì cùng tiền khai cùng tạch, đâu mình kê hết được CDV được, mình bận nhiều việc mà đúng không. Nên là cái bản này thì bọn em nâng cấp thêm một tính năng nữa, thì cái bản này nó đang ở ở ở cái bản gọi là nhà phát triển. Nhưng mà em cho mọi người thấy luôn, nói chung là đối thủ ông nào học được thì càng tốt, không có gì hết á. Cái này thì là nó lại à không quên, nó phải vào CDV thì mới thấy. Rồi ở đây bọn em sẽ làm ra một cái này nữa, mà mình sẽ học thật sự cái điều này là mình học từ đa cấp, nhưng mà mình học cái hay của nó thôi, nhưng mình đừng có đi lừa đảo là được rồi. Đa cấp rất là hay mà, cái mô hình nó rất là hay, cái mô hình bán hàng nó rất là hay. Thì bọn em tạo ra một cái hệ thống như thế này, nó tiếp tục gọi là tiếp thị liên kết. Tức là sao? Nó em gọi nó không phải em gọi, nhưng mà em học theo đa cấp. Nó gọi là người hỗ trợ. Tức là một cái bạn CDV, tức là ví dụ như em nói là trong cái lớp em đào tạo nó có 30 người đi, thì thực sự có tầm khoảng 20% trong số đó là nó trội thôi. Tức là nó làm tốt hơn hẳn, bởi vì nó có năng khiếu, nó có kỹ năng, nó có nhiều vấn đề đúng không? Mọi người công nhận với em không? Kể cả là trong đám nhân viên của mọi người chỉ có 20% nó sẽ chiếm 80% doanh số đúng không? Vậy thì làm như thế nào? Thì làm sao mà cái hệ thống bọn em để CV vào đông
nhưng mà vẫn chất lượng được, thì bọn em ra một cái giải pháp nó cũng bản chất là affiliate. Thì ví dụ chẳng hạn em là một CTV em tốt đúng không, thì em sẽ kích hoạt cái affiliate lên. Ví dụ em ví dụ đi đây là anh Trung đi, ông ấy làm tốt thì em sẽ kích hoạt cái affiliate, tức là anh Trung thành người hỗ trợ. Người hỗ trợ thì sao, thì anh Trung có một cái link affiliate đấy, và anh Trung sẽ gửi cho bạn bè anh Trung: ê mày làm CV bên thằng này hay lắm, được lắm đúng không, thì cái bạn bè anh Trung mà đăng ký vào đây này đấy, thì anh Trung sẽ được hưởng phần trăm doanh số. Và cái này là như bọn em cài đặt là doanh thu trọn đời, tức là mọi người hiểu là anh Trung mà làm tốt, anh Trung đào tạo được 10 CTV mà nó có doanh số thu, thì khi anh Trung chán, anh Trung không bán, anh Trung vẫn có tiền đó. Và cái này nữa thì nó sẽ áp dụng cho bên đào tạo là sao, em đào tạo một chương trình, em ví dụ em thu 1 triệu, em sẽ cắt 50% cho người hỗ trợ luôn, bởi vì em thấy cái đào tạo thì rất là khỏe nhưng mà hỗ trợ phía sau với là mệt, tức là người hỗ trợ em sẽ đưa tiền cái phần đào tạo đây, bây giờ mày đi trước rồi mày làm tốt rồi á, thôi đưa vào đây học, nhưng mà mày hỗ trợ, mày chỉ cho nó, mày động viên nó, tất nhiên nó làm tốt thì mày cũng có doanh số, mày có doanh thu, mày có thu nhập thụ động, thu nhập thụ động xịn nhá, không phải thu nhập thụ động ảo đâu. Thì cái này là đang ở cái bản phát triển, thì sắp tới thì bọn em cũng sẽ nâng cấp vào cái hệ thống, bởi vì em thấy trong tất nhiên em qua những cái chương trình đào tạo thì em nhìn lại á, em thấy là mình không được, mình thấy mình hỏng ở cái phần phần động lực, phần lan truyền cho cái hệ thống, nên em làm cái này và em sẵn sàng chia cái tiền của mình cắt máu cho cái người hỗ trợ. Vì hỗ trợ họ bán, ví dụ họ đang bán về cái sản phẩm, em nói về họ đang bán về sản phẩm nước mắm đi, họ hiểu nước mắm, họ hỗ trợ cái người đó bán nước mắm thì tốt hơn là em chứ. Em nói vậy thôi chứ ngành hàng mới em phải học, cái ngành hàng nào làm trước rồi em có kinh nghiệm, đâu phải kinh nghiệm nào để hợp tác. Cái này thì mọi người cứ chat cái Zalo của em đi, hoặc là inbox cho em ở cái nick Hồ Ngọc Cương này, Mr. Cương Bích này. Nói chung là ngày mai em sẽ gửi cho mọi người cái email. Thứ nhất là em sẽ gửi lại cái video này. Thứ hai nữa là em sẽ để cái thông tin liên hệ rồi chúng ta ngồi hợp tác nói chuyện với nhau. Đó. Thì cái hệ thống thì bọn em tạo ra thì để làm sao chúng đa cấp. Hiện tại về cái mặt về đa cấp á, thì bọn em có thể làm cái doanh thu ăn theo nhiều cấp được. Nhưng mà nói thật là bọn em không làm, bởi vì là sao? Để thời gian làm việc khác. Bây giờ cũng đang đi chạy thử và tối ưu hệ thống đó. Đó. Chứ còn bây giờ đi làm nhiều cấp nữa, mất một đống tiền phát triển nữa. Thật sự là làm cái dropship này, làm cái hệ thống này là bọn em tốn rất là nhiều tiền, nhiều công sức. Thu lại thì chưa được bao nhiêu, mà thật sự khổ hơn em đi làm bán lẻ. Tâm sự với các anh thật là đứng ở vị trí của em là khổ hơn đi làm bán lẻ. Bởi vì em bán được, em đào tạo người khác bán được, chả có lý do gì em không bán được mà em đi bán lẻ bán sướng hơn. Nhưng mà nếu mà về lâu về dài mọi người hiểu là cái vấn đề này tại sao em làm. Bởi vì nó liên quan là dòng tiền. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó đều. Ví dụ em làm việc với các anh chị em đào tạo CTV, làm việc đi với nhau nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là đều đều đi đều đi đều đi đều. Đó. Nên là em làm. Và bọn em cùng xác định là cái hệ thống dropship này này là tầm 1 đến 3 năm nữa thì không phải vấn đề là tiền, mà bọn em sẽ làm cho nó thật tốt để nó khi nào sau này mà nhắc lại nó phải có số má. Đấy, sau này đấy, tao làm cái hệ thống này đấy, đội của tao làm đấy. Chứ tiền bạc thì thật sự chưa thu hồi lại vốn để mà viết ra một cái hệ thống như vậy. Đó. Thì bọn em sẽ tích hợp như vậy. À, bữa trước thì có một bên góp ý là tích hợp cái affiliate vào luôn, thì em sẽ nghiên cứu. Nói chung là về mặt công nghệ thì không có vấn đề gì bọn em không giải quyết được hết.
chẳng qua mọi người, ví dụ bây giờ mọi người dùng hệ thống, mọi người thấy chỗ đó nào không hợp lý, bọn em sửa tiếp và sửa sửa liên tục, sửa liên tục. Tức là không hợp lý mà tất cả mọi người đều thấy không lý, bọn em sẽ sửa nhé, sửa từng cái một đó, mọi người biết, sửa từng cột tích một đó. Đọc không hiểu là phải sửa đó. Ok, thì đây là cái cách mà em đã xây dựng cái đội CDV của mình từ 0 đến 1.000 đơn, không phải một mà rất là nhiều cái, làm cái nhà cung cấp nào em cũng lên được cái mức đó hết á. Và cái công thức là y chang nhau, công thức là y chang nhau, CV là yêu cầu đọc hiểu đó. Xong, em không yêu cầu CDV phải phải thông minh, phải giỏi giang. Với CDV mà thông minh với giỏi giang gì như mọi người thì họ đi làm CDV làm gì? Họ nhập hàng về họ chạy ad cho xong mà cứ đòi CDV, đúng không? CV phải như mọi người thì không không có ổn rồi, được chưa? Ok, mọi người thấy cái chia sẻ của em có thể thực hiện từ 0 đến 1.000 đơn không? Có khả thi không? Hay là xa vời lắm? Có thể làm được đúng không? Mọi người cho em ý kiến cho nào. Ok mọi người. Thì em mong muốn là chúng ta sẽ làm nhà cung cấp của nhau, thì đủ duyên thì chúng ta làm. Còn nếu mà không làm nhà cung cấp á, thì em cũng hy vọng là chúng ta cùng đi làm cái hướng đó là dropship, để nhiều người, đúng rồi, cái đó thì dạng như là mình phải phải đi vào cái phần 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 quản lý sâu anh á. Tức là thực chất thì truyền động lực thì nói như vậy thôi, nhưng mọi người hiểu là với cái mô hình kiểu chúng ta sẽ hoạt động theo kiểu đa cấp á. Tức là cứ theo kiểu là người này đi hỗ trợ người kia, nối đuôi nối đuôi nối đuôi á. Chứ còn nếu mà chúng ta xác định là chúng ta phải ke cho toàn hệ thống CDV á, thì chúng ta là người chết đầu tiên, không 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 nổi đâu. Bởi vì tại sao mọi người thấy cái bản update đó, tại sao mọi người thấy em làm ba khóa cho dù học viên có tiền, em có đơn em lên được, nhưng mà em phải dừng lại bởi vì em không ke nổi, em cảm giác là không thể mở rộng cái hệ thống lên này được, và mình đang rất là mệt với nó, mình đi phải, nên là phải thay đổi lại thôi đó. Nên em cũng thay đổi liên tục với mọi người rồi. Ok, thì ngày mai thì em sẽ gửi cái video này trong cái ấy, trong cái email, hoặc là mọi người có thể vào đây cũng được. Mọi người để em tìm, nếu như người ở đây thì mọi người vào đây thì mai em sẽ đăng trong này luôn. Đây nhá. Rồi gửi video và file, ok luôn. Chung là nhà trồng được nên là thoải mái đi, vì thực sự không, mình chưa thấy ai làm tài liệu về cái này cả. Và cái khung mọi người hôm nay buổi chia sẻ này thì mình cũng vẽ ra theo cái trải nghiệm của mình, không có theo một cái nào hết. Đó là thật sự tiền, bao nhiêu tiền đấy, bao nhiêu tiền mất rồi, là công sức mất rồi, vợ chồng cãi nhau chí vậy, cãi nhau bán được hàng cũng cãi nhau. Đợt trước mà đợt bán được hàng trong Tết chạy áo dạ là vợ chồng cãi nhau cái chuyện là nhiều hàng quá, đi nhiều quá, đơn bùng nổ quá. Rồi ok, thì
Cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ nha. Thì bây giờ mình sẽ xin phép là dừng cái buổi chia sẻ tại đây. Cái video thì ngày mai mình sẽ gửi nha. Còn ai anh chị nào muốn hợp tác hay gì gì á thì các bạn mọi người cứ vào cái Facebook cá nhân của em hoặc là Zalo 0938 205019. Vì em cũng muốn hợp tác với nhà cung cấp mà nhà cung cấp đàng hoàng, bởi vì nhà cung cấp mà làm được thời gian rồi không kiểu như là lấy khách của CDV thì cũng mệt lắm, chứ không phải là chuyện bán được hay không bán được. Đây là đúng cái chuyện là không phải chuyện bán được hay không bán được, sau bán được thì mới như thế nào. Mình nó vất vả, thế còn bán thì sản phẩm tốt thì không có lý do gì không bán được, tức là nó đầy đủ các yếu tố để mà bán được thì không có gì người ta bán được mình không bán được. Rồi. Ok. Thì mọi người vào cái nick cá nhân của mình nhá. Mọi người cho cái phản hồi về cái buổi hôm nay nhá, comment vào đấy nhá. Rồi. Ok. Để lần sau mình còn tổ chức nữa chứ. Trong nhiều khi tổ chức người ta bảo Cương nói sàm sàm không ai đi nghe. Rốt cuộc chúng ta không có nhiều nhà cung cấp, mà không có nhiều nhà cung cấp, không có nhiều CV thì em không có tiền làm hệ thống. Hệ thống nó không ngon được. Thật sự bây giờ mọi người làm sao để nhà cung cấp có tiền, bên em có tiền, CDV có tiền thì bọn em đi nâng cấp về mặt công nghệ, nói chung là chơi tận răng luôn. CV chỉ cần ấn một nút là có đầy đủ, có website, có landing page, có kết nối, có affiliate, đầy đủ, không thiếu một cái gì hết rồi. Ok nha. Thì mọi người có theo dõi em theo dõi, còn kết bạn thì em cũng full rồi, full 5.000 chứ không phải em chảnh chọe gì đâu, nhưng mà giờ không biết bỏ ai ra cả. Rồi ok, thì nếu mà mọi người ok hết rồi thì chúng ta gõ G9 nhá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và sớm đạt được cái mốc CDV của mình. Thật sự cái xu xu hướng CDV nó rất là tốt ở cái năm, tức là đang phát triển, và Axetray nó đang làm cái kênh gọi là bán hàng trực tiếp, bởi vì bây giờ Facebook nó chặn affiliate nhiều quá, nó chặn chặn link quá là nhiều, nên là Axetray bây giờ nó có một cái hệ thống giống như bên em như vậy, nhưng mà tức là họ cũng cung cấp sản phẩm như vậy, sau đó rồi khách hàng đặt vào thôi. Tự nhiên ví dụ chúng ta có 1.000 CDV chẳng hạn, tự nhiên có một kênh phân phối cực kỳ là khủng á. Thì mục tiêu của em là kênh phân phối, mục tiêu của em là dòng tiền. Dòng tiền nhiều thì thật sự không có, giờ theo cái mô hình này không có. Thật sự làm về đầu tư hệ thống là tốn tiền này, server chạy là bọn em cũng mạt mạt tiền này, cho nó ổn định là mạt rồi. Rồi ok, chào cả nhà nhé. Em xin kết thúc cái buổi ở đây. Video thì ngày mai em sẽ gửi qua email, hoặc là nhớ check email nhé. Thứ hai là em sẽ có thể đăng lên nhóm, thì em sẽ làm cả hai vì giờ phải quay lại đó. Rồi ok, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại ở một chương trình gần nhất, hoặc là chúng ta sẽ là nhà cung cấp của nhau, bên em là đối tác hỗ trợ mọi người, còn không thì nếu mà không là đối tác thì cùng hãy làm dropship cùng nhau, cái ngách rất là ổn luôn á. Rồi ok, chào cả nhà nha, em xin phép dừng nha.